định lượng thì cái này tham khảo thêm để các bạn biết phương pháp định tính là phương pháp dựa trên các dữ kiện dự tính, chưa xác định định tính mà dự kiến trong tương lai không? Hỏi chúng tôi có mua nhà không? Có mua nhà có nhiều còn định lượng là phương pháp dựa trên số liệu ngược lại nó dựa trên phương pháp là có sẵn phân tích theo chủ thời gian. Cái này là quay trở lại sale này, định lượng là dựa trên sale. Phương pháp thứ hai là phân tích theo nguyên nhân. Hồi nãy đó cái dùng A bán được, dùng B bán được, dùng C bán chưa được, vậy thì nguyên nhân và kết quả là tại sao bán chưa được thì bắt đầu ngồi liệt kê nè. Bán chưa được nó có ba lý do: một, nhân sự mình nó kém; thứ hai, truyền thông tích lũy nó không có; thứ ba nữa là ở đây đối thủ nó mạnh chứ không phải là không có thị trường. Nhưng mình tìm ra nguyên nhân và kết quả, vậy nó tác động được một biến thì lập tức kết quả đó thay đổi, đó là nguyên nhân kết quả. Vậy nghiên cứu thì giờ không có nghĩa là mình đi ra ngoài mình quan sát không đâu, mình tìm ra nguyên nhân tại sao mình chưa xâm nhập thì tốt. Mình có sản phẩm tốt rồi, mình có mấy ông sale tốt rồi, nhưng mà đối thủ nó làm tốt hơn mấy ông sale mình đang có. Còn cái vùng khác á, đối thủ nó chưa làm tốt, mấy ông sale mình ở trung bình thôi, nhưng mà ráp vô là mua, ráp vô là mua, ráp vô là mua. Đó là nguyên nhân kết quả đó, cái đó là định lượng nha, không có định tính. Như vậy trong nội bộ mình á, cần làm hai cái, đó là nghiên cứu về số liệu theo chuỗi thời gian, phân loại ra, mà cái này nó thuộc về báo cáo kế toán quản trị kinh doanh, sale admin thống kê lại cộng với kế toán, làm ra một cái báo cáo đầy đủ về bức tranh kinh doanh toàn diện trong năm 2020 quý đầu năm và phân loại ra. Nó nằm không có nhiều đâu, thấy nó số liệu nó nằm rải rác khắp nơi, nhưng mà tập hợp lại nó thành có 300 giấy thôi, đủ 300 giấy mình nhìn thấy rõ ràng. Okay. Cái này là nguyên nhân kết quả ha, vùng đó tại sao còn yếu. Chứ mình về mình vô cuộc họp đó là yếu mà không biết bây giờ yếu, mình cảm tính mình nói rằng chắc do nhân sự mình yếu. Không phải, tại sao cái nhân sự mình cũng như vậy mà bóc qua cái vùng khác là bán được, thì bởi vì đối thủ mình đó nó hành động nó yếu thì nó vô tình cái mấy cái ông trung bình của mình qua cái xứ đó thì làm vua. Người chọn mắt cũng sứ mù làm vua mà, đúng không? Đó, bí kíp nằm cho đó, vô tình làm bí kíp chứ đâu phải. Như vậy cái dùng mà đối thủ giỏi thì mình phải đào tạo, mình tuyển ông giỏi hơn nữa, tức là mình sàng lọc lại lực lượng lao động. Ông nào top 10 của công ty nè, cử ra một cái đội nó gọi là gì, adventure, đi qua đó phải không? Trong team sale nó có vậy chứ, nó mở thị trường khó là toàn là biệt đội siêu nùng không có adventure, nó qua nó mở nổi thị trường, nó quá khó mà đưa mấy cái ông trung bình mới vô kinh nghiệm có mấy tháng thả ra, nó vô nó gặp cái nó giỏi, nó đụng như tượng rồng rồi xin anh ơi về cho em nghỉ xong. Được, cái đó là mình đánh giá nhân sự, cho nên quay về nãy bài toán cũng ban đầu là đào tạo kế hoạch training là vậy đó. Tuyển ông adventure mới hay là training cái ông hiện hữu thị trường này bóc qua thị trường mới. Không, vậy thì cái nằm ở định tính và định lượng thì trong công ty mình nhớ là định lượng nè, là nằm này, mình chỉ hai phương pháp đó, bây giờ thực hiện. Có thể mình không làm hết tất cả các việc cùng một lúc đâu các bạn, nhưng mà bạn phải làm nó tập như vậy, chúng ta dần dần nâng lên. Thì quý này rồi quý sau tiếp nữa thì 2021 mình có bức tranh nó lên khá hơn tốt rồi. Rồi 22 nó dựa trên nền tảng 21. Như vậy mình tiến đến công ty từ tốt mình tới tốt hơn chứ. Rồi. Định lượng. Mình phân tích theo quá chủ thời gian dựa trên số liệu ha, thì cái này mình cung cấp thì mình ra về học cái số liệu chứ. Phương pháp theo nguyên nhân là giữa quan hệ đại lượng này và đại lượng kia. Giờ mình hỏi, tôi đặt cái ví dụ, nãy trong cái vùng mà mình D á, B á, muốn tấn công vô, thì cái điều kiện muốn mở ra 10% thị phần ở vùng đó, thì các hành động cần làm là cái gì? Đúng không? Một là phải có marketing đi trước. Thứ hai là có lực lượng sale ráp vô. Thứ ba đó là cái gì? Còn gì anh chị? Logistics, phân phối, hệ thống nhận hàng. Thứ tư đó là cái gì còn đó không? Sản phẩm ở nơi đó nó có phù hợp không? Nhìn coi là sản phẩm, tức là cái nguyên nhân và kết quả là chỗ đó. Chứ không phải mình ráp toàn bộ công thức 100% đó ở một cái vùng A mà nó thành công qua mà nó thành công thôi nha. Nó còn có cái điều chỉnh nữa chứ. Tôi lấy ví dụ, cái máy bơm vừa rồi tôi có nói đó, đây là cái nghiên cứu thực tế luôn nè. Ở thị trường dưới tỉnh Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, những máy bơm nước nó không có chức năng giống như thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội này, Hà Nội là vừa một cái máy bơm có chức năng nó đẩy từ nước đẩy lên xong hết. Nhưng ở dưới đó một cái máy bơm nó có ba cái công dụng.
Công dụng thứ nhất là gì? Đẩy nước. Công dụng thứ hai là nó bơm nước. Thứ ba là tưới rau, tưới vườn, tưới đồng. Nó xài một cái máy bơm cho chức năng, đa chức năng. Như vậy mình đem cái sản phẩm ở Hà Nội, cái mình xuống mình làm thị trường, cái mình đem sale xuống, mình đem chính sách, mình gấp toàn bộ cái mình đã thành công Hà Nội thôi. Mình đem xuống mình phát triển cái đồng bằng sông Hồng, xây bác quần bọn luôn. Thất bại thảm hại, bắt đầu về báo cáo, sao báo cáo không được. Đối thủ đây rất là mạnh, đủ thứ, nhưng mà cái nguyên nhân gốc của nó là gì? Cái sản phẩm chúng ta có một tính năng duy nhất thôi, chúng ta không đáp ứng được. Cái sản phẩm đó là sản phẩm của Bata, sao nó mạnh cái đó mà đem xuống dưới nó bán được. Trong khi sản phẩm của Trung Quốc nhà B họ bán ào ào bán rất là tốt, bởi vì nó có cái tính năng kia và nó bảo hành nhiều, có 12 tháng. Sản phẩm Panasonic bán hơn 36 tháng. Và thấy khác nhau ở chỗ là mình không hiểu được cái thị trường ở chỗ đó, nó cần điều chỉnh tí xíu thôi. Bây giờ mình ta đâu có thể mua ba cái máy bơm cùng lúc để cho ba chức năng. Ta mua một cái máy bơm mà có ba chức năng và nó chấp nhận cái giá của nó đâu có rẻ hơn nhiều, 8-10 thôi mà ta chấp nhận luôn, hàng Trung Quốc luôn, xài 12 tháng cũng được đó, miễn sao nó đáp ứng được nhu cầu người ta thôi. Vậy thì người tiêu dùng đó, cho nên mình mang cái công thức qua mình mới mang luôn cái sự đáp ứng được người tiêu dùng các bạn. Mà chính cái chỗ này sau khi chúng tôi làm việc nhau khoảng 20 buổi mới tìm ra được sự thật, rồi cuối cùng mới điều chỉnh quyết định sản xuất cái nhà, đem cái nhà máy bên Thái Lan á về Bình Dương mở cái nhà máy thứ bảy, đáp ứng được người tiêu dùng Việt Nam là sản xuất cái loại dòng sản phẩm để phục vụ riêng. Cái kết quả cuối cùng ở cái cấp lãnh đạo cao nhất là quyết định dời cái nhà máy bên Thái Lan qua Việt Nam ở dưới Bình Dương là nhà máy thứ bảy. Tại vì thị trường máy bơm nó tăng trưởng khủng khiếp ở nước Việt Nam chứ không phải tăng trưởng bình thường nha, máy bơm nước. Đó là một cái nghiên cứu mình thấy rằng là nước mình nó giờ nó tới là công nghiệp quá, là hiện đại quá, thì bắt đầu cái nhu cầu nó tăng lên. Vừa rồi tôi có làm cho cái ông nhập khẩu của máy Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi, mà ông nói tăng trưởng đến mức độ mà ông nói rằng là bây giờ tôi không biết tính sao đó thầy, tức là nhập về là hết. Thì ông biết không tính sao, tôi đem về là hết tiêu thụ quá tốt. Máy bơm nó, mình cứ tư duy xem trong tương lai mình cũng phân bón máy bơm. Nhu cầu cũng chứng quá. À, cái đó là cái điểm mà mình không phải công thức mà mình cắt vậy. Vậy thì cuối cùng chị Nam mình sẽ đi giải quyết là mình đi hết mấy slide nữa hả? Vậy bắt đầu. Còn có. Vậy là hai bên đã gặp nhau thì mới thành công chứ. Còn ông đó nói chất lượng cao mà ông đáp ứng này được thất bại. Cho nên trong cái tiếp thị là cái gì đúng không? Là lấy cái sản phẩm mình đang có nè, mình tiếp thị cái nội dung mà người tiêu dùng đang cần. Thì cái ráp nhau từ đó là thành công. Chứ không phải mình đem quảng cáo tất cả cái tốt đẹp của công ty, cái sản phẩm đó hoặc người tiêu dùng nó đáp ứng được thì nó không thành công. Điểm gặp nhau không có. Rồi. Người bán đây ví dụ dành cho chị em phụ nữ là giải thứ xanh siêu với 5 tinh dầu tự nhiên làm xuân mượt tóc. Nó nói ngày xưa là 5 tinh dầu tự nhiên tóc xuân mượt. Đó là quảng cáo đó. Nó đem lên marketing làm clip là quảng cáo râm tốn tiền tỷ luôn nha. Nhưng mà khi đi nghiên cứu thị trường á, cái sự thật nó rất là hữu vàng luôn. Xin tâm ra một ngày hoạt động không ngừng và đầy tự tin vui vẻ. Insight của người tiêu dùng á, tôi muốn một ngày tôi đi làm hoạt động không ngừng nhưng mà tôi vẫn tự tin, vậy tóc tôi không bị mùi, tóc tôi không bị tự tin và vui vẻ. Còn bên đây mình có nói 5 tinh dầu tự nhiên gì đó mà không đáp ứng như cái này thì thương hiệu nó vẫn không bán được. Rồi xong rồi, đây là dành chị em về tới đàn ông nè. Cái máy khoan Bosch gần giống chúng ta ha, với động năng vượt trội, vận hành im, coi từ đặt từ khóa nè, động năng vượt trội, vận hành im, bền bỉ và chính xác, một từ, hai từ, ba từ và bốn từ. Nó đem tiếp thị bốn cái từ này, nhưng mà người tiêu dùng cảm gì? Để hỏi thử nha, bây giờ ai đây đang có xài máy khoan ở nhà đó? Có ai xài không? Một năm xài bao nhiêu lần? 5 lần. 5 lần là tối đa đúng không? Có cần cái máy mà siêu bền xài 100 năm không? 5 lần thì tính ra phải là 100 năm mới xài hết đâu. 100 năm nhân ra có 500 lần chính xác chưa? Chưa hết rồi đó. Tiếp, có cần nó cực kỳ êm không? Khoan không có tiếng ồn hoàn toàn êm, nó giống như mình vô nghe xong cũng không cần được. Phải tốn có 1 phút đến 1 phút rưỡi khoan nó ồn chút xíu không sao hết. Rồi cuối cùng nó cực kỳ chính xác. Cần không?
Thì đó là những cái mà tôi thấy sự thật. Chúng ta đi nói một đường mà cái người tiêu dùng cần một cái thì cứ cùng là tốt thiếu gì bán không được. Bách khoa này là số 1 của Đức nè. Thấy không? Cái hãng này số 1. Cái ông tổng giám đốc này đi về làm phó chủ tịch của VinFast. Tôi gặp ông này, tôi nói chuyện với ông này, xin thưa các bạn á, đổi toàn bộ chiến lược nó mới thành công chứ không đây nè, người tiêu dùng cần gì. Những cái lỗ ở trên tường, những cái lỗ nè, những cái lỗ trên chính xác trên bề mặt bê tông, trên tường và trên gạch. Tôi mua cái máy khoan gì tôi muốn là tôi bắt lên gạch, tôi khoan lên tường, tôi khoan lên chỗ nào, bắt vô chính xác, tôi gắn bức tranh vô, tôi gắn cái hình con tôi vô, tôi gắn cái kệ vô là xong. Tôi không cần nó im, tôi không cần nó xài 100 năm. Đó là nhu cầu của tôi. Và cái giá nó phù hợp với cái đó là xong. Cho nên đến Việt Nam của Fanbox phải điều chỉnh về tính năng, điều chỉnh về giá và phải điều chỉnh về thông tin tiếp thị. Cái đó là thông điệp truyền thông thì nó mới bán được. Chứ nó bắt cái sản phẩm của Đức về là Đức, sản phẩm nó êm, sản phẩm nó bền, sản phẩm nó chính xác, sản phẩm nó vượt trội, nó dành cho mấy ông thợ điện, nó dành cho mấy ông thợ hồ, dành cho mấy ông thợ xài này ngày khoan 100 lần. Ông này xài 50 lần à, sao đối tượng rồi. Vậy cứ bán đối tượng này hàng triệu cái nè, 100.000 cái nè, còn bán cái bán kỹ thuật thì năm bán được nhiêu. Thế cuối cùng bạn thấy không? Cho nên mấy mốt bộ phận marketing á là đến đi tìm hiểu nãy anh Phong có nói cái content là cái gì, là phải chuyển tải được toàn bộ tính năng đó mà đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng á thì mới gặp nhau, chứ không phải chuyển tải cái mình đang có. Đó là điểm quan trọng. Có không? Tìm hiểu kỹ á, cho nên cái sự thật nó bay vậy được giải quyết. Hồi xưa Phan Bót chỉ có mấy ông làm trong thợ học, thợ hồ rồi mới đi tìm mua thôi. Bây giờ đã nó bán rồi, lại chúng mình đặt. Một khi lấy cái nhân dụng, cái chuyện cái chuyện kiểu tẹo luôn. Ông mua mấy bông gia đình, ông về này ông đưa ra bông để chuyển ra, ra ông đâm 2 ngày nó cháy luôn. Hồi xưa tôi bán cái máy sinh tố bạn, cái nó mua về nó làm máy sinh tố công nghiệp á, bán mấy cái tiệm lại cháy đừng, 3 ngày xịt khói à. Đúng rồi. Công suất hoạt động liên tục và nó có 3 cái nút, mà máy bên ngoài á là ông nhấn đúng một cái nút rồi, cái nút on và nút off. Cái nút thứ ba là ông nhấn nhồi luôn, ông bỏ đá, bỏ đường, ông bỏ trái cây vô, ông nhấn đúng một cái nút nhồi thì nó xịt khói chứ chắc rồi. Tại nó không đủ thời gian để nhấn 3 nút, nút 1, nút 2, nút 3, rồi nút 4 là 4 cái nút. Cuối cùng đi làm một cái khảo sát thị trường phụ vàng luôn. Cái máy cực kỳ tốt qua Việt Nam, nó xịt khói và bảo hành bảo trì không kịp luôn. Bắt đầu báo cáo về trụ sở, máy giỡn bên đó nó cực kỳ tục qua. Nó nói là máy gì mà giỡn bên Malaysia xài, không có hiện tượng gì về Việt Nam hư liên tục vậy. Phải nhu cầu hành vi Việt Nam nó khác, nó mua về nó bán kinh tốt. Bán nó lốp xe cho cả ra, cứ phải bán sản xuất hàng loạt. Sản xuất kia sửa thì giảm cái dùng người kia, ông cho mua về sản xuất hàng loạt. Chị đang làm việc trong 3 tiếng nữa thôi, hơn 3 tiếng, 3 tiếng tới 5 giờ mình nghỉ rồi, còn lo kim nhân phòng tí xíu còn âm tí dài nữa. Ok. Cho nên là cho các bạn cái khung sườn thôi, chứ đi chi tiết không được. Chi tiết là các bạn làm việc với nhau, khó khăn gì? Cái tư duy, tương tác tiếp, chi tiết cũng mỏng. Như vậy tới chỗ mà người mua người bán rồi á, nó mới lòi ra một chuyện này. Mình hiểu á thì mình dẫn dắt cái câu chuyện tiếp. Sau khi mình biết người mua, mình hiểu người mua thì mình bán cái gì, nó có mấy cái vấn đề là quan tâm. Ví dụ khách hàng muốn gì, giá thấp không nhưng mà chất lượng thì sao, chất lượng cao sao bán giá thấp được. Chiếc Ferrari có 300 mấy à? Chiếc Kia Morning có 300 mấy không? Thì những thứ nó khấu hao theo thời gian đó và cái chất lượng đó. Chiếc xe có 300 mấy triệu mà. Ở bên Ấn Độ á, chiếc xe của hãng Tata nhiêu? 2.000 đô ạ. 2.000 đô chiếc xe hơi rồi. Vì giá thấp thì nó tương đồng với cái đó. Và chính sách tất cả đều tương đồng, vẫn cho có thị trường. Tư vấn giải pháp. Thì tư vấn giải pháp thì mình nói là mình chọn con đường bán tư vấn giải pháp, ví dụ bên đây đi.
thì tất cả những gì mình biết mình dùng trội hơn khách hàng là cái đầu. Còn mình thắng được với đối thủ thì mình giỏi đối thủ nữa cái đầu. Vậy á, mình cũng hiểu cái hàng đối thủ cũng hiểu, nhưng mà mình phải hơn ông đối thủ nữa cái đầu mình mới ra được cái vấn đề. Mình thắng được, đương nhiên mình hơn khách hàng trong lĩnh vực này một cái đầu, mình cho người ta được vậy thôi. Nếu mình chấp nhận con đường đi vào kinh doanh thì tức là mình hiểu về xu hướng công nghệ, áp dụng thực tế vào doanh nghiệp và mang lại lợi đặc gì cho doanh nghiệp, phân tích tất cả các bối cảnh kịch bản mình chạy ra, nhiều kịch bản thật, nhiều kịch bản ảo, vừa vấn đề của sau khi giải pháp của đối thủ. Nếu mình đến mình cung cấp giải pháp của đối thủ, mình cung cấp giải pháp tin như vậy, không thể được. Kể cả người ta có thể làm tốt mà, có gì nào trên mình đâu, đúng không các bạn? Đó là điểm mà từ chi tiết. Nếu mình chọn các dịch vụ cộng thêm, bạn ấy hãng hàng không giống nhau, leo 93 chúng ta đi từ Hà Nội Sài Gòn có gì khác? Khác nhau chỗ dịch vụ cộng thêm, giờ check in, vấn đề thủ tục, vấn đề hành lý, vấn đề đó là các cái dịch vụ cộng vô, cộng điểm, tích lũy. Thì mình chọn con đường đó thì mình xây toàn bộ chiến dịch, toàn bộ cái sản phẩm này đó nằm theo cái media đó, chứ không phải ở sản phẩm quốc lộ. Sản phẩm quốc lộ là chuyến bay đi từ Hồ Chí Minh bay mấy giờ, bay ba hãng máy bay gì, Airbus, Boeing, đó là sản phẩm quốc lộ. Sản phẩm dịch vụ cộng thêm là cái gì để mình đem cái đó mình tiếp thị nó ra để người ta thấy, đúng không các bạn? Cái điểm đó là điểm mà mình phát triển sản phẩm đó, là mình truyền thông đó. Sản phẩm nổi nó có rồi, máy bay giống nhau hết bạn. Máy bay của Bu, máy bay của hãng Bu không có chiếc nào mới cả. Để cho phải toàn máy bay cũ sơn lại không? Không có chiếc máy bay nào trong đó đâu là mới cả. Nếu nó mua máy bay lấy tiền đó nó mua mà làm cho rẻ, nó sơn lại. Lấy mấy ông máy bay trong vườn nè, thuê lại rồi đầu sơn lại. Tâm gì có mua máy bay đâu. Nhưng mà cái dịch vụ cộng thêm á là gì? Đồng phục của tiếp viên đẹp hơn, check in mọi thứ, thử là phải không, cứ tưởng bán cao thì chết tí xíu đó, giá trị chất việc chết còn máy bay sẽ hơn á tí đó, là chính là dịch vụ cộng thêm. Bây giờ nếu mình bán thương hiệu, mình bán sự quy tích thì toàn bộ cái nỗ lực mình làm nè, chăm chút vô cái thương hiệu, cái sản phẩm, không phải bán lý tính mà bán cảm xúc, bán câu chuyện. Vậy có cái sản phẩm nào chúng ta bán gì thương hiệu không? Bán thương hiệu là phải bán câu chuyện. Đem chiếc xe President ra bán, không thể bán cái lý tính được, phải bán câu chuyện rồi. Một cái câu chuyện nó dẫn dắt từ đâu? Từ vấn đề của quốc gia dân tộc, niềm tự hào của chính nhân Việt. Bác đủ thế là miễn sao anh trẻ là tất cả những câu chuyện đẹp để nó đưa cho thương hiệu lên. Nó có bán câu chuyện, thương hiệu, nó bỏ cái số tiền vô trong marketing rất là nhiều, trong đầu tư, trong chăm chút cái thương hiệu đó. Trên cái túi LV, giá thành so với cái túi bình thường á không có khác biệt nhiều, nhưng bán lúc nào cũng thành công. Bạn biết giá thành sản xuất LV tại Trung Quốc bao nhiêu không? Nó bạn không, cái nhiều không. Người không bất ngờ. 30 đô la tại Trung Quốc, tại xưởng Trung Quốc thôi. Rồi cuối cùng bán 5.000 đô là tất cả nằm ở câu chuyện thương hiệu hết. Nhưng nó giảm đến 500 đô nó bắt thương hiệu trên toàn cầu lên. Là chuỗi, nó là thương hiệu là bán trong boutique đàng hoàng, không thể bán một cái cửa hàng bên ngoài được. Rồi đủ thứ nhân viên bán hàng, thương hiệu, câu chuyện, mọi thứ khác nhau, làm fashion show. Như vậy mỗi cái gì chúng ta đã hiểu người tiêu dùng và hiểu đó rồi, thì khi chúng ta chọn một trong những cái điểm này chúng ta bán nè, chọn giá thấp, chọn giá thấp tư vấn, hay chọn dịch vụ công ty, chọn thương hiệu, thì chúng ta có cái cách làm tương xứng với đó. Cái ý cuối cùng là vậy, là mình thành công bởi mình tìm ra cái công thức tương xứng với cái mình chọn và mình đeo đuổi cái đó để lên chỗ đó. Như vậy bán giá thấp cũng thành công nha, bán giá cực cao cũng thành công. Có những công ty chuyên đi vào giải pháp thôi được thành công. Oracle đến thế giới nó bán giải pháp chứ nó bán gì được? Oracle, Amazon bán giải pháp, Amazon tàu bán giải pháp nha, lãi cao nhất của Amazon bán giải pháp trên thị trường, chứ không phải là thương mại điện tử nha. Coi kỹ là coi, giờ mình nghiên cứu về chiến lược tiên mình thấy rồi. Rồi thì mình, khách hàng muốn gì thì mình đáp ứng đúng như vậy ha, chứ mình không thể đáp ứng được thế đâu. Làm gì mà mình vừa giá thấp, vừa chất lượng cao, rồi cung cấp thêm cái thương hiệu nó tốt nữa. Trời ơi, ông đầu nhiệm đồ quá quá trời. Cho nên mình đi làm những cái đại lý á, mình đừng có mất cái tự tin. Tôi làm những đại lý á, như chồng có tôi đặt cả vấn đề nè. Anh đi ra ngoài chợ anh mua ký thịt bò Mỹ cho nhiêu tiền, nếu anh mua bò Kobe cho nhiêu tiền, bạn mua bò Việt Nam cho nhiêu tiền.
em muốn ăn bò UB thì nó trả chứ nó mấy chục triệu ký. Bò Mỹ thì mình biết có giá rồi, bò Việt Nam thì anh đừng có đòi cái bò UB mà giá của bò Mỹ và bò Việt Nam không hợp lý. Vì anh bán với tôi, anh muốn hàng hóa nó đầy đủ, chứ nó thanh toán linh hoạt thì nó như vậy, như vậy, như vậy. Chứ đại lý mà muốn hết tất cả thì em kinh doanh gì em trên mình chứ đâu có làm phát đơn ra được, và chuyện đó không sẽ khác. Cho nên người showman cực kỳ hiểu rõ sản phẩm, hiểu rõ đối thủ thì tự nhiên cái việc bán hàng trở thành cơ khẩu. Nếu không về không biết đâu mà mò ủa cái gì mình cũng không được, tại lý nó đòi quá trời đòi mà mình không có đủ cái điều kiện đòi là quyền của người ta cung cấp đồng của mình, đúng không? Hai bên gặp nhau chỗ là tôi và anh gặp nhau thì là đối tác hỗ trợ cho nhau trong kinh doanh, nó vậy thôi chứ không có gì mà bất hết rồi. Không có tự quá tự tin mà không có tự tin trong kinh doanh là cung cấp thông tin đầy đủ và gặp nhau. Có phải như vậy không? Có nhiều người mở ra VinFast bán không có được, không chạy đóng cửa bán khác, tôi thấy mà rồi gì được, rồi có ông nhảy vô, rồi có ông nhảy ra là chuyện bình thường đó. Tiếp tục, như vậy nhu cầu của khách hàng lớn nó khác hàng nhỏ không? Khá là lớn là nó mua lực lớn cho nên chiếc khấu khủng khiếp, bán cho mấy ông lớn được có đơn hàng ổn định nha, nhưng mà margin chút xíu bán ông nhỏ margin nó rộng, nhưng mà nó khác là hôm nay nó thích thì lấy, hôm mai thích thì thôi kệ nó, cái đó đừng có buồn. Mình sẽ có cái tỷ trọng này, tỷ trọng khách hàng ổn định, tỷ trọng khách hàng bản lai và tỷ trọng khách hàng mới. Như vậy mình trong cái kế hoạch kinh doanh của bạn luôn phải có ba cái kịch bản, ba loại cái này. Khách hàng thường xuyên của mình nó chiếm 50% để cho mình ổn định về bài toán định phí. Khách hàng bản lai nó chiếm 30% và khách hàng mới chiếm 20%, thì mình đưa vô cái bản hoạch định đó thì các bạn phải phân bổ nguồn lực nó phù hợp. Chứ đừng có đưa vô kịch bản toàn bộ khách hàng bằng một loại khách hàng được. Trong 100 khách hàng thế nào trong năm đó mình cũng mất được, mất 10 khách hàng, mất 5 khách hàng, mất 20 khách hàng, và mình cũng tìm thêm những khách hàng mới. Và có những ông khách hàng bản lai đâu tự nhiên alo lên internet nó coi, nó biết thông tin, nó tìm đến mình, có phải không các bạn? Vì thì trong cái hoạch định của mình phải có cái đó chứ, làm cho mình chắc chắn 100 người nó trung thành với mình hết được, mình vẫn đi tìm những người mới vậy mà. Rồi xu hướng có thay đổi thị trường thì cái việc bán hàng là cũng thay đổi, bao gồm cách chúng ta chăm sóc khách hàng và cách chúng ta mở khách hàng mới. Tôi lấy ví dụ chỉ một ông bán hàng trong cái ngành mà, tại vì cái sản phẩm là các bạn tôi không ra thị trường này, bán cái sản phẩm và các cái dụng cụ trong bếp, dụng cụ trong bếp là bạn thấy ví dụ như mấy cái kệ bồn máy nóc này kia, bán cho miền Tây ở bên Hồ Chí Minh, nó bán cho miền Tây thì sao bán được. Tôi đâu quay video clip ông làm sẵn thế, ông làm ra cái bộ mẫu á, ví dụ cái bếp đó 5m thì mình làm được bộ như này, đồng gửi video cho người ta, gửi catalog điện tử, gửi đường link á, nó nhẹ file lắm. Tôi vô Zalo tôi lấy cái đường link cái kênh cái đó cũng ra nguyên màn hình, xong nó ra được cái trang landing page ra đầy đủ. Lít cái nữa, cái đường link thứ hai vô YouTube nó coi, nó có hướng dẫn hết là cái bếp như vậy thì vô nhiêu, cái nhà hàng như vậy vô nhiêu, là bao nhiêu cuộc gọi kệ, chi phí là nhiêu. Tức là mình làm ra các kịch bản sẵn luôn, mình đưa nó lên hết trên hệ thống mình á, cái khách hàng nào bóc cái đó mình đưa ra, mình bóc cái đó đưa cái đường link lên, thì ông sale ở Hồ Chí Minh mà ông bán được toàn bộ thị trường miền Tây, rạch giá kiên gia nhiều chốt sale cuối cùng á thì mới đến đó là chốt lời cuối cùng cho vấn đề hợp đồng thanh toán, chứ không phải là xách cái túi hàng mà đi chạy xuống tới miền Tây đi bán, cái đó lạc hậu rồi. Thì cái đó nó nằm ở chỗ là xu hướng không thay đổi. Công ty đó tên là Inox Hùng Cường, từ một doanh nghiệp nó xíu bây giờ sao là công ty mà bận rộn kinh khiếp, thì tôi chỉ cái lực lượng sale đã chuyển đổi theo cái đó rồi. Hồi trước là website nó không có luôn đó, bạn biết cỡ nào rồi, bây giờ website lên click thử là vô đi nó bình thường, rồi sau đó bây giờ nhà click sao có cách tên tao làm marketing online miền Tây toàn bộ thị trường nó bán hết, là các tỉnh luôn, cứ ai mở ra nhà hàng, ai mở ra tiếp nút thì nó có mua hình sẵn rắc vô rắc. Còn hồi xưa là kỹ thuật nó đo từng nơi, sale tiếp cận từng ông vậy bao nhiêu người sale mới cho đủ thị trường đây. Mình thử mình tuyển nhân viên đây, cái đó là đồng ý, còn gì nữa nuôi mỗi tháng chốt còn được đơn hàng cũng phải trả tiền, còn giờ gửi đường link cho anh ta mới coi mọi thứ đi xong xuôi thôi. Rồi ta muốn có cái khách hàng trước đó coi gì, gửi đường link tiếp giờ Zalo nó có hết rồi, add đơn cái video 30 giây rồi lại có hết rồi, anh thấy nhanh không? Người ta cũng thích nữa, học phiền người ta, đang gọi cái mình có liền đó, đó là tư duy đó.
mình dễ làm hơn, cái bồn inox nhiều luôn, phải không? Cái sản phẩm mình dễ làm hơn không? Dễ. Đó là tư duy hết các bạn. Cái này mấy thầy đào tạo này có bộ phận nghiên cứu phát triển đem đặt Phương đúng không? Nghe nói là cái làm nhà bếp ấy đúng, nói đúng, nói khó khó, mỗi nhà dân là một kích thước khác nhau, mỗi định dạng khác nhau, nhưng nó vẫn bán được. Thực ra cái đấy là cái đấy quay video clip tạo ra các sản phẩm đi tiêu thị trường. Thực ra cái này Phương lưu ý là cái cải thiện về marketing. Cuối cùng ấy, marketing online của mình, một trong những chiến lược là phương pháp và phương tiện mình đưa cho đúng. Ví dụ ấy, mình giới thiệu Cầu Đơn, mình bảo Cầu Đơn có Cầu Đơn số 1 ra rồi. Phòng Sơn, mình đưa ra Phòng Sơn. Và Quê Tư Đồng Hóa bảo, anh nói là tôi đang phải cắt. Thì anh bảo đưa ra cái máy bán hàng tự động. Nhưng thực sự là ở đây, mọi người đang đi bán là sản phẩm. Chưa bán được giải pháp. Và như bên Mafra, thì mình cũng đang đi bán sản phẩm ở đấy, chưa bán được. Cho nên là đấy là tới trước ấy đã ngồi bên cả Mafra, nhưng mà đấy cũng ngồi cũng phát triển. Cuối cùng đặt hàng hay là gì, nếu không làm được đấy là chấp nhận đấy, thầy giới thiệu vào bên hôm An bảo có người khác giới thiệu đến đây anh thuê hàng là trả tiền từng clip. Cuối cùng ấy, mình muốn bán giải pháp, ví dụ trong ngành ô tô của mình muốn bán Cầu Đơn, mình nếu mà chỉ quay để bán cái Cầu Đơn là không bán được bao nhiêu. Thế quay giải pháp là nếu anh một diện tích anh chỉ một khoang sửa chữa thì ông ngồi ông nói ông là cần Cầu Đơn, cần thùng đồ nghề, cần đất không sâu ở đấy trong vòng bao nhiêu giây đấy. Nếu hai khoang lên thì ông làm một clip khác, xong lấy một cái xưởng đầy đủ là một clip khác đi đầu đi ra đi vào, ông nói như thế thì cái cách đấy đấy gửi cho khách hàng báo giá kèm theo video clip để khách hàng tưởng tượng ra luôn. Và như thế là cách làm đấy. Thì bây giờ mình thay đổi cái lần tới thì mình xây dựng cái kịch bản đấy. Thì ngay cả bên Mafra đấy, bây giờ mình quay là cái xưởng rửa xe hoặc là xưởng gì đấy là chuẩn nhất. Thế thì trong đấy kép các phụ tùng của ông, thế mình làm sạch phụ tùng của ông. Ông muốn nói là máy đánh sàn của ông đẹp chuẩn, ông cứ quay đi quay lại cái chỗ ông không chuẩn, mà ông phải là làm xây được kịch bản là nhà cửa bề bộn, công nhân ngồi lau không được ra cái vào cái đường máy, thì cái đấy là những kịch bản của bên hai đi mà từ cái đặt hàng mà chưa kiếm được người làm, còn nếu không thuê đơn vị tư vấn để họ tạo ra được những kịch bản phim đấy là quan trọng, hoặc là cũng không có phim một cái cửa làm của mình làm tự động hóa, tôi muốn làm thì cái bán hàng tự động không phải đeo kiểu đấy ngồi 11, 12 giờ đêm này bán mấy cái chén nước chè không bán nổi chúng ta đứng ngồi như thế này, thì đấy là những clip để thì cái đấy là cái thiếu nhất cái đấy đúng nhất là cái tiền để cái đấy là cái chỗ đó nó gọi là cái giải quyết cái gì là cái thứ gọi là rắc rối của bạn là gì, mong ước của bạn là gì, và tôi giải quyết gì cái mong ước của bạn là xong. Có ba câu hỏi rắc rối hiện tại của bạn là gì, bạn mong ước được điều gì, và chúng tôi giải quyết cái mong muốn của bạn như thế này là chuyển tải qua thành phim, thành clip, thành cái hệ thống nó gọi là siêu kích bán hàng đa số. Ba câu đó. Em xin bổ sung thêm không? Dạ. Em cần gì, em mong muốn gì và tôi đáp ứng được như thế nào, và đồ của tôi hơn là những gì? Em nghĩ thế mới là đúng rồi, hơn nữa còn bản thân cái đơn nhân đối thủ cái đầu đối thủ nó đang được cả ba thì đâu hiểu. Ok, mình bây giờ đang có cái gì lớn nhất này, mình rất hay rất tốt, ngồi nhà họp với nhau rất hay rất tốt, nhưng khách hàng không biết được cái tốt của mình. Mình nó mình chặn trở lại đấy là cái vấn đề. Thì bây giờ là việc của sale, việc marketing, việc ấy là tất cả làm sao là cái của mình có 8 mà người ta biết đến 10, mình đang có 10 người ta chỉ biết đến 3. Cho nên mình như thế, mình lên trên mạng mình thấy là cái sản phẩm nó bình thường mà sao nó bán tốt hơn cái sản phẩm kia. Mình cũng mua thử về thấy chả đó là cái gì cả. Đã một lần mua rồi. Chỉ đến một lần mua rồi. Thì thật ra hai bạn ra bài toán mình như vậy. Rồi, như vậy thì kết luận khách hàng chỉ muốn hợp tác với những công ty nè, chia sẻ giá trị. Đó, nó kết luận là vậy đó, cái kết luận cuối cùng ta muốn đó. Công ty giải quyết cái vấn đề của tôi, làm cho tôi hiểu ra vấn đề hơn, giúp tôi tiết kiệm hơn, giúp tôi thành công hơn, giúp chúng tôi có cái hướng đi mà tôi chưa có thấy được, thì đó là chia sẻ giá trị. Thì đó là cái kết luận, đó là insight.
cái này là cầu môn châu còn tạo dựng cái này muốn được đó. Mà trong tất cả cái truyền tải mình luôn luôn mình đưa cái đáp ứng của chúng tôi giúp cho bạn thấy chia sẻ giá trị của bạn, giúp cho bạn giải quyết các vấn đề của bạn, tăng tính hiệu quả kinh doanh của bạn lên. Giống như không á, người về bộ cũng không quản lý được, tự nhiên giờ anh đưa cái giải pháp tự nhiên tôi thấy tôi nhàn ra, tôi có thời gian tôi đánh cờ uống chè uống bia gì đó, ví dụ vậy đó, là chia sẻ giá trị với con. Ai mà muốn được đó, công việc mình nhẹ hơn, hiệu quả cao hơn, đầu tư một lần mà được hưởng nó nhiều, còn ngày nào cũng tất bật cuối buổi với đó thì cuối cùng đó mình kinh doanh là mình dễ dàng được đó cho các đối mình. Dạ, thì đó là một món chốt để mốt mình giảm cái gì cũng được giảm cái này. Dạ, như vậy thời này là thời dễ, tại hồi xưa nó khó nha. Thời là cơ hội để mình chứng minh, tại vì nó dễ. Hồi xưa làm cái công nghệ nó mang cái tiền không có, 4.0 không có, mình làm lâu, công ty nhỏ, cạnh tranh lửa công ty ra sao, mất lực. Như bây giờ làm nhanh nha, ai đi nhanh, ai đi trước, ai nắm bắt công nghệ. Đó. TikTok đi sau, Facebook bao nhiêu đâu. Cho bạn biết là chính phủ Mỹ nó không căng thiệt quả là TikTok nó phá chủ toàn cầu, nó qua Mỹ nó lấn luôn mấy Facebook nữa, cuối cùng Facebook chắc quay luôn. TikTok hơn Facebook Mỹ nó là video. Nên bây giờ cuối cùng ai? Oracle mua, ai đó? Amazon, ấy là Walmart mua, cộng với SoftBank, ở phía sau. Một công ty nhỏ xíu qua bên Mỹ rồi mà có bao nhiêu cổ đông dành, khủng khiếp chưa? Nằm cho công nghệ. Đi sau rồi. Đó, rồi tiến trình dự báo thì giờ nó đi năm tiến trình chuẩn bị một là thu thập số liệu, thứ hai xử lý, thứ ba là lựa chọn phương pháp. Như vậy mình xử lý xong á mình có các bạn, mình thu thập á nó đi vào nó là thôi mình xử lý xong mình có được cái kết quả thì mình mới lựa chọn cái phương pháp để mình làm chứ không phải mình hết. Năm nay ưu tiên cái gì, quý một ưu tiên cái gì, không phải các bạn lên trình cho ban giám đốc là mình làm hết tất cả những điều đó. Mình biết năm cái gạch đầu hàng cần làm nhưng mình lựa chọn một phương pháp cộng cái mô hình. Đó, thì cuối cùng mình có cái số liệu thực để mình sử dụng đó. Và cuối cùng đánh giá thì đấy là cái tiếng mấy mốt mình làm với các đối tác mình cũng phải dựa trên này nha. Nó tới mình nó trình bày mình không phải như vậy, chính làm đó không biết rồi. Đối tác mình nó phải chuyên nghiệp thì mình làm, mình giao cho bên thứ ba thì mình mới đỡ tốn tiền hoặc mình có hiệu quả được tốt, phải không? Thì như vậy đó là cái tiến trình yêu cầu. Rồi sau chương trình này mình ra định là tôi cho cái kết quả thử nghiên cứu, sau nghiên cứu thì tôi cho kết quả này. Việt Nam đang chứng kiến sự trỗi dậy của một nhóm người tiêu dùng mới, nhớ là người tiêu dùng mới, những người thu nhập cao nhưng chưa có giàu. Nhớ cái từ là nó gọi là high earner not rich yet, 100 triệu dân. Thì nghiên cứu của tập đoàn Romania là đến năm 2005 có khoảng 19% dân số Việt Nam nằm trong nhóm Henry. Henry là chính tắc của từ này nè. Chúng tôi không gọi họ là trung lưu mà gọi là cận giàu với mức thu nhập 75.000 đến 250.000 đô một năm, chiếm 19% dân số. Tất cả 19% này đều có xe hơi thì ra 20 triệu chiếc xe được bán. Đấy chưa? Đã yêu cầu chưa? Đó. 75.000 đô la cho đến 250.000 đô la. Đã có mốc ngưỡng ngay 250. Tại sao nó lấy cái tham chiếu nghiên cứu trong nội tại và nó so sánh giữa Việt Nam và Thái Lan, giữa Việt Nam và Malaysia, giữa Việt Nam và các nước để nó làm cái so sánh về tốc độ phát triển. Việt Nam có tốc độ phát triển người giàu đứng thứ hai trên toàn cầu và tốc độ top 7 quốc gia tăng trưởng kinh tế nhanh nhất hành tinh này trong 93 quốc gia. Như vậy mà mình gọi cái động lực này bằng không khai thác được bằng ổn không? Như vậy cái hoạch định chiến lược của Tân Phát trong 10 năm tới nếu mà đi đúng nó tăng gấp doanh thu như gấp 5 lần so với hiện hữu luôn. Đúng cái tốc độ, tức là 20 năm mình đã làm cái đó là tuyệt vời rồi. Nhưng nếu có thể trong 10 năm tới là nó tăng như vậy, tại nó tăng cùng với sự bùng nổ của chiến lược. Thì nhìn vô số liệu thì thầy thấy 20 triệu chiếc xe. Đó, họ mới thấy không phải 2 triệu đồng, thấy 20 triệu xe. Đúng không các bạn, cái khủng khiếp đi, cái nhu cầu thôi. Mình phân bổ ra thành phố đi, mình phân bổ ra tất cả các thành phố trên đất Việt Nam. Rồi, quay trở lại xe máy á. Ngược lại lịch sử năm 2018, tôi tư vấn cho đi vào Hà Nội này. Ông Kim bán bóng đèn, là bán một món duy nhất các bạn biết không, là cái bóng đèn chiếc xe máy. Một năm tôi hỏi là đi tham quan kho hàng khắp nơi luôn. Ủa sao năm tôi bán nhiều mà bóng đèn, lúc chút về bóng đèn xe máy, mô tô rồi sao? Một năm bán 2 triệu cái bóng đèn.
mình ngồi dưới mình thu, mình chia 2 triệu nhân đi doanh thu. Cái vấn đề 2 triệu bóng đèn xe một món duy nhất mà kho là chứa đầy các kho luôn, đi tầng tòa nhà từ nhất lên tới tầng mấy tầng 8 tòa kho, đi chỗ nào cũng chỉ kho hàng hết, vô mình thấy cần nó chỉ chiếc bóng đèn thôi, mà ông ra đủ các loại thương hiệu luôn, 80.000 cái bóng đèn có, 200.000 cũng có, 30.000 cái bóng đèn cũng có, mà ông ra đủ các loại thương hiệu mà nhập từ Trung Quốc hết. Không có cái nào sản xuất trong nước, chỉ bán cái bóng đèn 5-2 triệu bóng đèn. Cái đó là đó. Nãy đó cái bài đó là bài sản phẩm đó. Vậy cái đó là chiến lược sản phẩm đó. Thì sâu là mặt cũ luôn, toàn tất cả các loại vấn đề nhiều phân khúc luôn. Và nhập hàng mới liên tục cứ đối thủ nó dường, bất cứ vấn đề đó là nhập hàng mới liên tục. Thì cuối cùng cũng dẫn thành công cái loại 2 triệu vấn đề. Vậy thì mình trong kinh doanh mình coi cái phụ tồn thành cái ngồi cơ cấu lại sản phẩm, tức là mình phải tư duy lại á, ý như vậy. Mình đi một chiều sâu á, hay là chiều rộng, mình sẽ chọn con đường đi. Cái này sẽ còn rất nhiều buổi mà anh Phong anh Tân sẽ làm gì để các bạn để đào cho nó xong. Tại chính tôi khi tầm những cái tập đoàn Panasonic có 20 buổi mới ra một chiến lược kinh doanh hẳn hoi cho tập đoàn và mở nhà máy và mở ra một kinh doanh, tức là ngồi làm việc kinh doanh rất là kỹ, là từng khu vực, từng kia account, từng cái dòng sản phẩm một. Tổng cộng cái buổi thứ 19 là CEO của khu vực bay ba và chốt lại nhà máy thứ 7 và làm chiến lược đó, là tức là chốt cho năm có kỹ. Còn cái dàn khung lý thuyết thì có 2 buổi hình như mà mình đi vào chi tiết đó, mình kỹ đó, rất là kỹ, quyết tâm làm cho nó tới mình dẫn đầu mà. Đó, mình chấp nhận thôi này, mình xin một lần màu mình thấy hết. Cái đó là nền tảng cho làm cái tiếp này. Dạ. Như vậy là có cái tình huống, ví dụ tôi thấy đây là một cái case study nha, đây là đây tình huống nha. Tại vì tôi không có đi vào thị trường sản phẩm bên đây rồi tình huống. Bây giờ mình nói là tình huống đi, địa ốc năm 2021 tháng 3. Thị trường xe hơi. Thị trường xe hơi đối với người dân đi ngang dưới nè. Mình muốn biết được mình phải có thông tin đầy đủ chi tiết. Thì tôi không có thị trường cho những chi tiết đâu, mình tưởng thì ốc thử tôi làm sao các bạn. Rồi, phân tích chuỗi thời gian. Như vậy mình muốn biết thì phân tích chuỗi thời gian đến năm 21 và lấy từ 2015 đến 21-20 thì mình phân tích để mình tính từ 21 trở đi. Rồi, đặt câu hỏi điều gì xảy ra đối với thị trường bất động sản từ 20 đến 25 thôi. Thì dừng có lúc sẵn diễn ra làm sao? Đây là một câu hỏi lớn, cực kỳ lớn. Muốn giải được câu hỏi lớn phải biết được tất cả cái nhỏ ở hội tụ. Tôi hỏi là thị trường chơi của hội gia đình Việt Nam từ 2021 đến 25 sẽ diễn biến như thế nào? Đó là câu hỏi đúng không? Nhưng các bạn hiểu được từng dòng xe, từng lộ xe, từng thị trường xe, từng phân khúc xe, từng cái hành vi tiêu dùng của từng phân khúc. Thì mình mới giải được bài toán cực kỳ lớn đó. Rồi mình bán gì mình bán mô tô trong đó, mình bán hệ thống gara, bán phần mềm, bán gì đâu trong đó. Chứ không phải mình bán chiếc xe ô tô. Nhưng mà mình nắm rõ hơn mấy ông bán xe ô tô nữa thì mình mới giàu. Tại vì mình có dịch vụ sau ô tô nó nằm ở đi đó. Còn mấy ông ô tô liên quan đến chính sách vĩ mô của nhà nước này, liên quan đến rồi thuế đủ thứ. Còn mình là sau cái dịch vụ sau. Rồi tôi làm bất động sản nha. Để dài cái slide cho cái công thức tôi làm. Thứ nhất, các loại hình bất động sản. Chứ tôi muốn biết ô tô tôi làm cái gì nè. Tất cả các loại xe, tất cả các dòng xe, tất cả các phân khúc, 8 loại hình bất động sản để thị thủ dân hàng. Nhà phố, nhà chung cư, nhà trọ, đất nền, nhà xưởng, khoa viên nghĩa trang, shop house, office sale, bất động sản nghỉ dưỡng. Tôi hiểu lắm. Với cuộc chơi này mình nhảy vô phân khúc nào, mình hiểu tất cả phân khúc, mình phải chơi cùng nào chứ. Chứ nó bất động sản đây từ chung không? Không, bất động sản là chung thế. Nhưng mà tới 8 loại bất động sản. Rồi nó dẫn ra trên thị trường, đối thủ ai đang mạnh, mạnh cái gì, mạnh chỗ nào. Hồi nãy mình nói đó có 3 chiếc xe đó. Phần 1 là nói gì người tiêu dùng xong rồi không ra mình nói cái phần 2 mình nói đấy. Như vậy có 8 loại. Thì một toàn cảnh về thị trường bất động sản gì đây là web. Vậy muốn biết bất động sản mình lên ở đâu, nãy hỏi ra là nguồn thông tin ở đâu thì mình liên quan ô tô á mình cũng lên. Vậy các nguồn thông tin nào để mình biết được ô tô, phụ tùng ô tô, nhập khẩu ô tô, nhập khẩu ô tô thì các cái web liên quan. Thì tôi muốn biết gì bất động sản tôi thi vô các web bất liên quan.
rồi các cái web đặt phòng. Đây là bất động sản gì nghỉ dưỡng, du lịch, resort. Ở đây liên quan đến bất động sản nhà ở, thì cứ vô những cái nơi đây cứ tìm. Không? Tìm hồi đóng ra, tìm xong thông tin thô, dữ liệu thô để về xử lý đó, nãy đó, thu thập, nhập liệu xử lý đó, quy trình đó, chứ đâu ra. Ok không? Rồi. Qua đây, bắt đầu chia ra sản phẩm bất động sản tiêu biểu có căn hộ trung cấp, cao cấp, condo, theo office sale, nghỉ dưỡng, đất nào, ví dụ chia ra, mình phân loại ra. Vậy muốn cần tìm gì xong, hay mình tìm hết? Thì câu hỏi đặt ra là tôi. Tiếp. Phân loại ha. Rồi. Chủ đầu tư uy tín trong lĩnh vực bất động sản là ai? Mình đưa ra, mình tham khảo. Vingroup, Hòa Phát, Vinhome, trong đây có FLC hay là Kim Lam, Phú Mỹ Hưng, Hà Đô, đó những người chủ đầu tư uy tín là ai? Ông nào xin là uy tín, ông nào chưa uy tín? Công ty phát triển bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, rồi doanh nghiệp làm chủ đầu tư, nó khác nhau chỗ đó. Chủ đầu tư là lập quy hoạch 1/500, phê duyệt. Còn nhà phát triển bất động sản là bỏ tiền vô cho mấy ông này xây dựng lên và bán. Còn công ty doanh nghiệp lớn hơn bất động sản thì có mấy ông này, tức là trong bất động sản nó có 3.000 công ty đi, thì nó có top 10, thường nó có 10 công ty đứng đầu, 20 công ty đứng đầu thôi. Vậy trong ngành của tụi mình vậy có quá trời đông luôn, thì mình đừng quan tâm mấy ông nhé, quan tâm đến 10 ông điển hình trong ngành, đi phân tích 5 ông thật kỹ, lòi ra bức tranh, chứ đâu có cần phải đi nghiên cứu hết toàn bộ thị trường thời gian đó mà làm. Làm như vậy nó uổng phí lắm. Cái sản phẩm đó tổng đạt đây là tổng doanh nghiệp điển hình để nghiên cứu đó. Sàn từ thời gian, thấy không? Sàn từ cái lớn xuống cái nhỏ, sàn từ cái cách tôi làm. Tiếp tục. Tới đây thì tôi sẽ trả lời là chủ đầu tư dự án cao cấp, chủ đầu tư dự án trung cấp, chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng, phân loại kỹ nữa. À, tới đây mình phân loại rồi đó. Để cho ông còn đăng lại cho ông nào sàn xuống cái phân loại đó. Các bạn mốt cái rap cho các bạn này nè, làm cái rap này nè, chứ mình còn nghĩ nó mệt lắm. Tại vì tôi đã làm cho thị trường bất động sản nó quá kỹ rồi, nó nhiều rồi, không có thời gian để làm với các bạn nhiều đó. Chia sẻ cái sự và đó ba loại nè. Tiếp cái thứ hai tôi hỏi nè, tôi còn mấy cái slide nữa tôi bỏ mất rồi. Đầu tư ở tỉnh là ai? Hà Nội này nè là ai? Thành phố Hồ Chí Minh là ở tỉnh đó, những chủ đầu tư nào mạnh ở tỉnh nào, ví dụ Đà Nẵng là chủ đầu tư nào mạnh đó, Phú Quốc là chủ đầu tư nào mạnh đó, tôi còn cái đó nữa nhưng mà bỏ qua, cắt cái đó bỏ đi. Tại vì tôi tập trung Hà Nội, Phú Chí Minh trước đi, thấy không? Còn mấy tỉnh nhiều rồi, đó, nó còn chi tiết lắm rồi. Cho nên tôi muốn, tôi thấy ở Hà Nội này không thể cạnh tranh nổi với Vingroup, với mấy ông lớn. Tôi mới nghĩ, ô, vậy mình đi xuống bất động sản ở các tỉnh vùng ven mình làm thử, từ sau. Vậy xuống dưới mình ở đây mình yếu nhưng mà xuống dưới mình mạnh á. Cho nên chiến lược, chứ phải không? Chiến lược là chọn thị trường, nhớ cái bài nãy chọn điểm không? Chọn địa điểm kinh doanh không? Có, Hà Nội mình yếu, mối quan hệ mình không có. Vốn mình ít, đất mình quỹ đất mình không có, thì mình chui xuống tỉnh mình được ủng hộ. Bỏ cái này đi chú khác. Khi nào mạnh á, qua gì Hà Nội tính sao? Cái đó là chiến lược kinh doanh thôi, không có gì mà cao siêu cả. Ở đây mình phải có mối quan hệ, có vốn nè, có quỹ đất nè. Tiếp tới đây tôi mới tìm nghiên cứu tiếp xem là nó trên, nó phân tỉnh nào bây giờ, sơ sơ ha. Như vậy đó là cách tạo phân ra tỉnh. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Long An, Kiên Giang, ví dụ rồi tiếp tục rồi ở Hải Dương, rồi đây cái bên Vĩnh Phúc, ở đây cái bên ra ngoài Hạ Long, Lạc Đồng, rồi xem. Rồi 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất năm 2020 thì bắt đầu mình xếp loại ra, thấy bình thường mình số 1. Nó có 3 cái tiêu chuẩn để xếp loại: doanh thu, lãi và truyền thông, chứ không phải chỉ doanh thu đâu nha. Nó bán hàng tốt, nó phải truyền thông tốt. Đây là điểm nè, có 3 điểm này. Điểm tài chính là một loại, điểm về gì nè, điểm về media là điểm truyền thông, và thứ ba là điểm gì, điểm khảo sát. Làm khách hàng á, khi mình khảo sát khách hàng thì độ nhận diện có cực cao, cho nên công ty Vinhome là công ty số 1 trong 2020. Nó có 3 cái tiêu chí: điểm tài chính, điểm truyền thông và điểm từ người tiêu dùng nhận định gì đó. Cho tất cả những cái tên mà dự án của Vinhome tung ra và bán không có được bán, bởi vì truyền thông nó quá tốt, và cái hai là người tiêu dùng đánh giá nó tốt. Bạn lên mạng lên truyền thông của Vinhome, mấy người kia nó có thì mình không bằng. Thì thế đó là cái kết quả nó bán hàng dẫn đi dẫn đầu, chứ tại tự nhiên sao nó dẫn đầu được rồi. Rồi. Khi đó thị trường bất động sản thì có chủ đầu tư,
ngoài chủ đầu tư đó nó có cái gì? Top 5 công ty tư vấn môi giới bất động sản uy tín. À, vậy là năm thị trường xe hơi là có 5 công ty bán xe hơi tốt, 5 công ty nào làm phụ tùng tốt, 5 công ty nào làm dịch vụ tốt, mình có phân loại ra để mốt mình biết mình partner với ông nào mình đi vào điểm. Thế chờ đó, như vậy thì công ty bất động sản Sen Lên, Đông Xanh, DK và trong kia là Hưng Thịnh thì chia sẻ tận đây, thầy là tư vấn cho đi nè, đào tạo tư vấn toàn bộ Sen Lên, Đông Xanh thì mới biết. Bây giờ vậy, cho nên mình biết là thị trường có đầy đủ rõ ràng không các bạn, chủ đầu tư mình biết, môi giới mình biết, truyền thông mình biết, tốt tư tưởng nguồn mình biết. Rồi về cái môi giới nha, tiếp tục các bạn, 10 công ty vật liệu xây dựng uy tín của thị trường bất động sản dính đến vật liệu không? Dính luôn. Thị trường ô tô dính đến công ty gì? Sửa chữa. Dính tới công ty bảo hành bảo trì thì giống tương tự, mà đây vật liệu xây dựng thì có công ty nè, Hòa Phát, Vidasida, An Cường, Bình Minh, Eurowindow, đó trồng tập vân vân, có một công ty này. Vì ta đâu phải là bất động sản mà ta dính tới gì, vật liệu xây dựng thì cũng dính tới bất động sản thôi, ta đâu phải là công ty xây dựng mà là vật liệu xây dựng. Đã có. Sau khi mình lấy cái này xong tới tiếp 10 đây, 10 công ty vật liệu xây dựng, nó còn 10 công ty xây dựng. Ủa cái công ty xây dựng đó thì cắt là mất được. Nó còn 10 công ty xây dựng uy tín nữa. Rồi sau đó mình nghiên cứu xong thấy thách thức của nó, đây thách thức của thị trường bất động sản giống như thị trường xa hơn mình vậy. Thách thức này mình nhìn cho bản đồ chữ quát và chữ quay, khi mình nhìn thấy mà quát là mọi người nhìn thấy cơ hội thì đó là chữ quát. Thị trường xa hơn mình nó đang nó có thách thức cực kỳ lớn nha, đó là cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng là lớn nhất, là thách thức lớn nhất, nó phải là giá xe. Cơ sở hạ tầng giá xe là một thách thức thứ hai, bởi vì thuế nhập khẩu là nhiều thứ, nhưng mà cơ sở hạ tầng Việt Nam được cải thiện thì cái giá xe đó cải thiện theo, đó là quy luật cung cầu thầu. Như vậy mà mọi người đều thấy, ví dụ mình khi mình kinh doanh nha, mình ra thị trường nói là hỏi 10 người mà có 10% biết thì đó chính là cơ hội. 10 người nhìn thấy nó là cơ hội, mà 50% nhìn thấy thì nó là nghề, còn 80% thấy là không còn là cơ hội, dùng cái đó qua bên không kinh doanh nữa. Cứ ra thị trường mà thấy 8 người hỏi, 10 người, 8 người đều biết cái đó kinh doanh tốt, có lại thì các bạn bắt đầu bỏ cái sản phẩm đó đi, bỏ cái phân khúc đó đi, đi qua tìm một cái sản phẩm mới phát triển rồi. Thì công thức 10% nhìn thấy thì đó chính là cơ hội, 50% người tiêu dùng hoặc là đối thủ mà nhìn thấy thì đó chính là cái nghề, nó chạy theo, ăn theo, nó tạo thành xu hướng. Còn 80% đã nhìn thấy thì bỏ luôn, bắt đầu chuyển sang làm cái khác. Cho nên công thức tại lúc đó thị trường đã bảo hòa rồi và cạnh tranh chi phí cực kỳ lớn để bán được sản phẩm. Một lon Coca, một lon Pepsi muốn bán được thì chi phí nó cực lớn nha, bởi vì người ta nó cạnh tranh trực tiếp với biết bao nhiêu sản phẩm tiêu dùng khác, từ sữa, từ các loại thực phẩm khác, đồng ý không? Nhưng mà khi mới vào Việt Nam thì nó bán ngon lắm, quảng cáo, còn bây giờ nó là không còn là cơ hội nữa, nó bây giờ là thách thức cực kỳ lớn. Như vậy ai cũng nhìn thấy thì nó là chuyển quá nha. Tiếp tục tới mà người một số ít người nhìn thấy đó là chuyển hao, bắt đầu triển khai. Giống như hôm nay chúng ta nói về lý thuyết đó, là lý thuyết nó phải đi qua từng bước, nhưng bắt đầu triển khai vô để làm được cái content nó hay, phương pháp nào chuyển tải nó, quay phim sao cho hấp dẫn, đó là hao, tức là phương pháp để dựng lên thành một cái câu chuyện hay, một cái clip hay, rồi chuyển tải lên đúng kênh, đúng tuyến và đúng mục tiêu, thì đó là hao. Đó, bây giờ cái bước thứ hai, cái bước thứ ba rất là khó luôn, cực kỳ khó, là tại sao mình phải làm điều đó. Mình giải quyết được, mình trả lời được tất cả các hỏi tại sao mình làm được thì mình mới đeo đuổi nó tới cùng, mình làm cho nó thành công. Quay là khó nhất, quay là nhấu, quay là ông, quát là nhưng, quát là bên ngoài nhìn vô thấy liền. Ai cũng biết là bây giờ YouTube là đang là trend, TikTok là trend, Facebook là trend, đó là ai nhìn thấy, nhưng mà bao nhiêu người làm được, bao nhiêu YouTuber thành công, bao nhiêu công ty làm đưa chuyển tải sản phẩm lên số á, chuyển lên internet được, cái đó là hao. Nhưng mà tại sao mình phải làm cái đó thì đó chính là trả lời câu hỏi rất là quan trọng. Chứ không phải mình thấy doanh nghiệp kia làm mình vội, mình bỏ tất cả nguồn lực mình đang có để mình chuyển qua làm mình sai đó, mình phải giải quyết ha. Why, ví dụ
mình làm để mình xem chi phí cấu trúc phí một đồng chi tiêu cho marketing nó mang lại cái return, cái đó nó gọi là ROI đó. Thì tài chính giải quyết bốn giám đốc tài chính á, chị đặt câu hỏi này cho bộ phận marketing và kinh doanh ROI. Tôi bỏ ra 100 triệu đầu tư cho các anh, sau một thời gian quay lại cho tôi giá trị gia tăng của nó là cái gì, sau 100 triệu thì gọi là ROI cho đầu tư marketing, cho thương hiệu, cho làm số thì thôi. Rất là quay mình trả lại được thì tự nhiên người ta cung cấp mình 100 triệu à, còn trả lại không được một đồng không cho. Cho nên cái dự án đầu tư là gì, thuyết phục người ta là ROI, return on investment. Tại sao tôi tuyển ra đây hai nhân viên mới trong thị trường đó, tôi chứng minh nếu 3 tháng kết quả như vậy, đem lại doanh thu như vậy, trừ chi phí, trừ mọi thứ, được net cho ba chương trình này là bao nhiêu, thì đó là ROI chứ còn gì nữa. Bỏ ra 100 triệu hoặc bỏ ra 20 triệu đầu tư thì kết quả là cái gì, thì cái việc mình cung cấp tài chính là chuyện hiển nhiên, còn trả lại không được mà một đồng không cung cấp, cho nên phải ROI phải chứng minh nó là dương hết. Bỏ ra 100 triệu 3 tháng sau quay về cũng có 100 triệu mà đầu tư làm gì, thì đó là chữ quay á, chứ không phải chữ hao. Chữ quay nó giống như là quay tôi phải đổ tiền cho anh, tại sao cung cấp được cho anh, tại sao cung cấp nguồn lực cho anh. Hồi xưa tôi đã thuyết trình á, tôi đặt bị đặt câu hỏi này nhiều nhất, tại vì hồi xưa tôi thuyết trình là toàn mấy ông là học ông giỏi gì tài chính, ông giỏi vậy không, mày không trình bày cho tao được thì tao đâu cung cấp tiền cho mày được, rủi ro quá. Không trình bày được thì chuyện nó sẵn sàng hết. Cái chỗ này nó gọi là đi qua đây các bạn, qua là rất ít người biết. Mà người nào giải được thì đương nhiên cái doanh nghiệp đó phải được công rồi, cái doanh nghiệp nó dẫn đầu rồi. Dẫn đầu là gì? Là thấy cái mà người khác không thấy mới là dẫn đầu. Chứ mình hỏi cái gì để mình làm dẫn đầu rồi. Các bạn đi làm không vậy, các bạn trở thành người xuất sắc, các bạn làm được cái điều mà người khác không làm được. Vậy thôi, doanh nghiệp cũng dẫn đầu. Thì chỉ là đó là cái phương pháp đó, quá như vậy mình muốn mình tập mình giải từ từ. Thị trường bất động sản bây giờ ha, đâu phải đâu 3.000 doanh nghiệp làm bất động sản mà, chứ đâu có 1-2 đâu. Rồi tới đây các bạn, vậy thì dự báo tăng trưởng là vật liệu xây dựng mình nhìn ra đấy là cuối cùng dự báo này. Rồi từ năm 2018 đây số tiền là 700.000, giảm xuống đi theo chiều xuống đến năm 2015 là biết từ đỉnh cao xuống từ 20 nè, còn nó xuống đi nghe, và ở đây nó xuống tiếp, con đường trường trạm mọi thứ đó xong thì tới đây nó xuống tiếp, thì đó các anh dựa vô cái ngành này mà bất động sản nó phát triển thêm nghìn tỷ nha, đây là 700.000 tỷ, 600.000 tỷ, 500.000 tỷ. Vậy từ đây cái hành động của doanh nghiệp là gì trong thời khó khăn? Rồi trong năm 2020 khó khăn thì dẫn đến là số lượng dự án bị phê duyệt giảm, biến động về giá nguyên vật liệu biến động. Khó khăn thứ hai, khó khăn thứ ba là các lực cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng lên cao, nhu cầu xây dựng nhà ở và công trình nè nó tăng hay giảm. Vấn đề thủ tục thứ năm nữa là đội ngũ. Vậy thì đây là 6 cái vấn đề đã được xác minh ra được 6 vấn đề thì tự nhiên có giải pháp à. Đây là 6 vấn đề đưa ra là mình cần phải nghiên cứu tìm hiểu trong thị trường bất động sản. Tiếp tục thì sau khi mình thấy được 6 vấn đề này, chắc lại nha, là số lượng dự án mới được phê duyệt nhiều hay ít. Thực ra năm 2020 dự án được phê duyệt cực kỳ ít, trên toàn quốc luôn, dự án mới á rất nhạy cảm, vì đây là năm cuối cùng của bầu cử. Vậy cái chỗ bây giờ mình tại sao mình biết vĩ mô thì liên quan đến cái vấn đề doanh nghiệp à, nó là chỗ đó và nó có nhiều thứ nữa khác nữa. Okay. Đây là giải pháp. Giải pháp đây, ví dụ tập đoàn Vingroup năm 2019 á, là 130.000 tỷ á, thì mục tiêu là doanh thu thuần nè, lãi là 7.700 tỷ, và năm nay là đưa lên mục tiêu toàn bộ tập đoàn 145.000 tỷ thì lãi nó còn có 5.000 tỷ, nó tăng doanh thu và lãi biên giảm. Bây giờ là biết áp lực cạnh tranh năm nay tập đoàn, đây là tập đoàn Vingroup năm trước là 130.000 tỷ thì lãi được 7.700, trong đó bất động sản là 28.000 tỷ, trong đó 7 ngành nghề khác lỗ 21.000 tỷ, lấy bất động sản như bù lỗ. Vậy năm nay chiến lược của họ là vẫn phải bán bất động sản là số 1 trong tất cả các chiến lược để bù lỗ tiếp cho bên kia bằng cách giảm bớt mấy đồng lỗ và tiếp tục đầu tư vô xe hơi là mũi nhọn thứ hai. Có hai mũi nhọn duy nhất thôi, mình thấy nó bằng trước khắp nơi nhưng mà có hai cái mũi nhọn thôi nha, đó, bất động sản và xe hơi, đó là chiến lược của chiến lược đó. Còn chiến lược của từng doanh nghiệp thì nó có từng cái riêng ha,
về đó thì nói về để chung trên nghiệp lớn nó có cách làm, nó cũng phải tính toán vậy, không tính toán thì chết à. Rồi tới đây thì mình qua coi cái cách này, mình hỏi ngày nào phát triển thì tôi mới dựa vào cái bản này, tôi mới tính tiếp tục tính, tôi nhận định chu kỳ á, cái này tôi chia sẻ rồi không phải gặp lại nữa, tôi chia sẻ còn nhờ cái bản này tôi tiếp tục tôi tính thị trường bất động sản năm tới hành kim hành thủy nào thì dựa lên bản này tôi tính tiếp, tôi tính nè cho bạn tôi ra được cái kết quả. Cho nên các loại hình bất động sản nó vận hành theo cái chu kỳ này nè, nè đây là cái bản tổng hợp này, mấy mốt mình làm cái bản tổng hợp gì phụ tồn về cái ngành của mình y như vậy nè thì các bạn sẽ thành công. Thầy là người đầu tiên nước Việt Nam làm cái bản này đó, mình nhìn nè, chúng ta cùng nhìn lại cho thị trường bất động sản trong 25 năm qua, luật doanh nghiệp ra đời cho đến phát triển chu kỳ 1, chu kỳ 2, đóng băng chi phối, và mình nhìn lại lịch sử mà đầy đủ vậy mình mới gọi là mình nắm thông tin thị trường đó. Cho nên các bạn nghiên cứu lại cái thị trường ô tô của Việt Nam này, mình ship ra cái bản gì như vậy, bán hàng ô tô phụ tùng tiêu thụ rồi sao đó, thì đó ra cái bản như vậy tự nhiên biết cái chu kỳ vận hành nó và mọi thứ nó đi theo. Bây giờ mình bỏ bất sản mà ráp ô tô luôn. Chu kỳ mỗi chu kỳ là 6 năm tốt, 4 năm khủng hoảng, vậy năm đến năm 2021 là cái lỗ khủng hoảng tiếp đó. Quý tư năm 2021 thị trường bất động sản bắt đầu trầm lắng và đi xuống và sau đó đóng băng, nó theo chu kỳ. Ai can thiệp nổi đó? Luật doanh nghiệp, chính phủ no, chính phủ không thể can thiệp vào nền kinh tế thị trường. Hãy nhớ được. Càng ngày quy luật thị trường nó tự do không bắt đầu, vậy mình đương theo đó mình sống được, gặp bạn thì đương gặp bạn sống chung với lũ như vậy thì đây là quy luật ha. Nhưng như vậy bất động sản không phải là đóng băng toàn bộ mà nó đóng băng theo loại hình tám bất, nhớ không, tám loại bất động sản nó vận hành theo chu kỳ của 10 năm, có 6 năm tốt và 4 năm xấu, nó bùng phát 6 năm lên và 4 năm nó trầm lắng xuống. Thì ngành ô tô tí thật luôn, không có các chút xíu nào cả. Ngành du lịch cũng tí thật luôn. Các bạn thấy lạ chưa? Kinh tế có tính chu kỳ, ngành nghề vận hành có tính chu kỳ, quốc gia dân tộc có tính chu kỳ, con người có tính chu kỳ. Giờ này tôi tính được bất động sản thì tính được sẽ hơi như dễ lắm. Ok. Rồi tôi chia thử một cái cho anh chị thấy nha. Đây chính là cái dung giai đoạn thôi là tôi chia nè, nhìn đây. Đó. Phát lên trên thông tin trên mạng có ai chia sẵn không? Không có ai chia sẵn hết. Người ta chỉ nói là năm nay là diễn cảnh bất động sản tốt, trầm lắm hay là xấu đi. Có ai mà chia ra loại nào tốt, loại nào xấu, năm nào tốt, năm nào xấu đó. Giờ tôi nghiên cứu thì tôi hiểu thì giờ các bạn cũng làm dần nó có còn hiểu thị trường của tôi, ô tô mọi thứ thôi chứ gì đâu. Ráp vô thì đó. Dân dụng là nhà phố căn hộ villa từ 2016-2019 nó bùng phát bởi theo chu kỳ nãy tôi tính đó. Rồi tới bất động sản Tâm Linh là vừa rồi nè đó, công viên nghĩa trang khu Tâm Linh 16-19 nó đi theo cái này. Như vậy đến năm 2020 tự nhiên là nhà kho khu công nghiệp bến bãi xưởng cho thuê bùng phát lên. Nó đâu phải vô tình các bạn, tự nhiên Trung Quốc chiến tranh với Mỹ tự nhiên nhà xưởng chuyển sang Việt Nam, chuyển sang Việt Nam, không phải theo chu kỳ. Các mình thấy nhiều doanh nghiệp bên Trung Quốc nó chuyển sang Việt Nam, trong đó có Nhật Bản này, trong đó có Singapore, trong đó có Đài Loan, các mình nói rằng chắc nó ồ ạt nó kéo hết Việt Nam, không phải nó theo chu kỳ. Đi dựng hành cho bất động sản công nghiệp đó ra thì tới đây cái phần của bất động sản công nghiệp lên thì nó dịch chuyển vào bình thường. Hồi xưa là dịch chuyển từ Thái Lan qua Trung Quốc, dịch chuyển từ các nước hiện đại qua một số nước qua Hàn Quốc, Nhật Bản qua Trung Quốc thì tiếp đó dịch chuyển tiếp, nó qua Việt Nam xong nó cũng dịch chuyển qua nước khác. Mà mình lấy cái cơ hội đó mình đón đầu thì tự nhiên sự đầu tư doanh nghiệp thành công có gì đâu. Vậy bỏ tại sao sắp tới Vingroup đầu tư bất động sản công nghiệp? Bạn đặt câu hỏi giùm tôi đi. Chiến lược làm thế nào sau khi bất động sản dân dụng đóng đứng im giờ bán gì? Bán bất động sản công nghiệp chưa, nó nằm tới chu kỳ này đó, năm tháng ba tiếp tới bất động sản cầu đường truyền cảm nó cũng theo chu kỳ trên và nó phục vụ. Rồi tới bất động sản du lịch, tại sao qua hotel với chiếc quen tại sao chưa tới chu kỳ? Cô có bay đi chắc chiến lược kinh doanh nó sai. Chiến lược kinh doanh nó là chia sẻ lợi nhuận cho thuê mà cái bận nó chưa tới, nó 22, nó 25 nó mới tới. Bây giờ mình đưa ra trước mình sai rồi. Người Việt Nam nó có ba cái lực để tăng trưởng. Lực từ người dùng, lực từ người tiêu dùng á, lực từ đối thủ nó tạo ra, cùng tạo ra thị trường. Và thứ ba là doanh nghiệp mình tự chủ động tạo ra. Nhưng mà doanh nghiệp tạo ra thì nó yếu, mà người tiêu dùng là mạnh nhất, đồng ý không? Như vậy người tiêu dùng nó chưa có, mà mình đưa ra thì mình thất bại. Mà nó tới năm 22 nó mới có.
năm hai đến năm năm mới có, vậy mình đưa ra số mình chắc. Thì như vậy phân tích mình thấy mình làm chiến lược đó đúng. Thì tôi chia sẻ các bạn. Rồi bất động sản bán lẻ nó bây giờ nó bị khó khăn thì nó chưa có thời đó, bởi đó là hành thủy, bất động sản du lịch là hành thủy thì nó phải khó khăn luôn. Cho nên VinFast nó đóng cửa toàn bộ, mình làm bán lẻ mà chưa có thời. Ví dụ như mình học với chiến lược sống xíu là mình đâu có tung nó ra, mình chậm 2 năm nữa mình không bị. Nó dính với nhau hết à, nó liên đới nhau hết rồi. Máy bán tự động á, chưa tới thời. 22 đến 25 mới tới thời đó. Còn 2 năm nữa mà mình đi trước 2 năm rồi, mình đi trước. Tức là mình thấy có những cái doanh nghiệp nó sản xuất ra sản phẩm mẫu này sẵn rồi á, nó chưa có bán đâu, nó chờ đúng cái thời điểm. Điểm rơi á, coi điểm rơi nó quan trọng. Bạn biết điện thoại của mình á, 5G nó có đầy đủ không? Nhưng chưa tung ra. Chờ, chính xác điện 4G nó tung, nhưng 5G nó tung ra, nó bán sao 4G cho ai? Ví dụ vậy. Cái điểm đó điện thoại trong kinh doanh nó có những thứ không chờ đợi. Cuối cùng, bất động sản nông nghiệp nó tiếp tục 24-27. Và bất động sản nông nghiệp cũng theo chu kỳ này. Cho nên giờ ai nhảy vô làm trước bán này là chẳng qua là chín đất thôi. Chứ thời của nó hoàn toàn chưa có đến, không có làm ra ở quy mô lớn và có lãi và cũng như là tạo một cái sức đột phá. Thì đó là cái đoạn này. Cho nên tôi mới chia 8 lỗ bất động sản theo chu kỳ, theo thời gian để doanh nghiệp nhìn vô cái này và biết làm chiến lược. Năm nào phát triển sản phẩm nào, rồi làm cái gì. Chứ nó làm hết đâu, bất động sản sao làm hết được. Cái này là áp dụng của Việt Nam, phải áp dụng của Việt Nam. Việt Nam, nghiên cứu gì cho nước khác. 9 năm mình nghiên cứu một ngày nào đó mình thấy hết cái sự vận hành của một nền kinh tế. Mà doanh nghiệp mình á, mình làm được á, thì các bạn thấy hốt mình luôn luôn là người dẫn đầu. Các bạn mình dẫn cuộc chơi á, tức là mình làm để đó cũng chạy theo. Đây là bán là chị ăn theo dầu nhưng theo dầu quá rồi. Máy chạy phải có dầu đấy. Ăn theo là bán ngành xây dựng. Xây dựng nhà máy. Nè, nếu có bất động sản nông nghiệp trồng rừng và mọi thứ đây nó phát triển thì liên quan đến cái máy không? Nó liên quan đến này. Lúc đó mình bán máy chứ phải qua đó không hiểu là mình bán cái máy liên quan đến mấy công này này. Đó, công ty mình luôn luôn làm vấn đề là máy móc thiết bị nhưng mà nó chính cái máy này. Lúc đó mình mở được còn mới. Xây chuối bóc chuối như thế đó. Giám đốc mình tới công ty nông nghiệp trồng được 1000 hecta thanh long. Giám đốc gì trồng? Tự động hóa sao? Tự động hóa đúng không? Máy gặp ở Việt Nam sản xuất đầu tư chứ bộ. Tư đầu tư chế biến nông thôi. Chế biến rất quan trọng. Khi năng suất nó cao thì phải đến chế biến. Còn cái trồng chuối mình chế biến sao mà nó thành công nghiệp tự động mình đã hết hồn. Vì chế biến nó tạo được giá trị rất cao. Xây đóng gói bảo vệ chế biến quy trình nó kết thúc. Tôi chỉ cung cấp tới đây thôi, còn thực tiễn các bạn đi vào quan sát nha. Khai thác thông tin này đi. Thì mới mốt mình tiếp cận cái này. Và mình còn nhiều ông nữa. Mình làm giải pháp cho họ. Đó, họ bán em to. Thì bán giải pháp của bạn. Mấy dùng tiền giùm tiền không? Rồi tới đây xong á, mình tôi mới tính thử làm nhìn nè, thử đó, thầy tính ra đó thì cho ra thầy đi tư vấn mà nhìn nè, sorry mà đó, mình tính thử cái loại bất động sản nông nghiệp lâm nghiệp á, sao mình tính ra cái ROI, mình tính ra đầu tư hiệu quả, mình tính GOP, mình tính ra capital gain. Các bạn làm này á ra được kết quả liền. Này là OA, chấp tư game là đầu tư quy mô là hết. Thực ra là tư quy mô, cái cách này. Một hectare là bằng 36 bộ. Thì đó, này tính thử. Chia sẻ làm gì? Rồi, đây là cái sản phẩm đó nè. Đây là cái đầu trọng nè. Trọng vậy nè. Trọng lên cái cây. Trọng ra cái rừng bà đàn. Khai thác hiệu quả. Mà gỗ nãy đó, anh Phong nói xuất 13 tỷ, mục tiêu mình 20 tỷ đô. Ghê gớm chưa? Tới cái điểm rơi đó mà doanh nghiệp nó làm nó đi trước
và nắm bắt được. Thì cái doanh nghiệp mà thầy tư vấn này nè, mục tiêu là 500.000 hecta rừng. Thầy tư vấn doanh nghiệp này. Chia sẻ bạn để thấy rằng là có những doanh nghiệp nó đi vào cái thị trường mà không ai nhìn thấy luôn á, còn một bức tranh tôi vui luôn á, mà họ đi trước, họ làm từ từ đến lúc mà mọi người cùng thấy rồi á, thì nó là thành công sẽ đắt cho hơn. Bây giờ đấy, cái xu hướng tiêu dùng có nhiều tới hàng lọc tới bây giờ họ đang đu ra, họ làm được 3.000 4.000 hecta rồi. Đây là thực tế nè, cây lên Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Giang là làm sao mà Hòa Bình, Hòa Bình là sắp tới sắp sửa cho làm rồi. Sáng mai thì đi Phú Thọ nè, cái tiếp là thì đi Yên Bái thì cũng sẽ nhìn miền bột gỗ lại, trông để cái miền lấy bột gỗ là bán bột gỗ, trồng nó còn cái gì cái giống, nó bán bột gỗ, trồng khai thác chế biến con số gỗ nó quy trình là ở trên cái kinh tế quy mô anh 1.000 hecta, 2.000 hecta, 10.000 hecta thì nó mới ra được quy trình sản xuất kinh tế quy mô, nhưng nó xã hội quá đầu tư, nó đầu chi nhỏ cho người ta đầu tư 1 hecta, 2 hecta, 5 hecta để nó lấy nguồn vốn vô để nó làm cái kinh tế quy mô. Giống như Hoàng Anh Gia Lai vậy đó, làm nông nghiệp mà có 20 hecta, 50 hecta sao có ăn 1.000, 2.000, 20.000, 30.000 và 50.000 thì mới có ăn, nhưng mà phải xã hội quá cái đầu tư vào. Thì cái điểm đó điểm là chiến lược, cái bài toán đó là vốn, chứ mà kêu doanh nghiệp mà mình bỏ tiền ra, mình bỏ một cách nào sau tiền nó mình bỏ thì đấy là tổng. Rồi hôm nay mình học cái gì phần này đúng kết rồi. Sau khi mình nhìn thấy bức tranh bất động sản đúng không, tám lợi hình đó và cái bận của nó và cái khó khăn, thì cái đúng kết mình là hành động của mình á, năm 2021 mình làm gì, chứ mình thấy rồi cuối mình làm gì, mình phải có hành động. Thì hành động này 1, 2, 3, 4, 5, 6, hồi nãy thấy 6 vấn đề không, sáu vấn đề thì có 6 cái hành động chứ. Một vấn đề là một hành động tương đương. Mình thấy 5 vấn đề là có hành động. Hành động 1, nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định. Mình á, mình làm cho mỗi một cái anh em trong đó nâng cao lên cái lao động, đừng có thêm. Cái điểm này, đào tạo, học thêm hoặc tối ưu hoặc đa chất, nhiều chất cùng lúc. Điểm là điểm quan trọng nhất. Bởi vì khi một kinh tế nó bị khủng hoảng tạm thời, khủng hoảng cục bộ, mình thì cái việc của mình là ưu tiên về nguồn nhân lực đầu tiên, cơ cấu lại làm cho cái về mặt tinh thần, kiến thức, mong thức, nói chung là mình làm cho cái chất lượng đó nâng lên, mình đánh giá mình nâng lên, thì đó là điểm quan trọng. Điểm thứ hai là đảm bảo cái hiệu quả và chất lượng và tiến độ của các dự án hiện có. Tại sao một dự án liên quan đến kéo dài thêm một tháng thì chi phí nhiều, rồi thanh toán khách hàng không có, rồi phiền lòng đủ cái chuyện, cho nên nó phải rút ngắn tiến độ, kiểm soát chặt chẽ từng dự án, từng tiến độ, từng công trình một để cho cái tiến phí hay cái định phí không phát sinh, mà nó còn tiết kiệm cho lại nữa. Hồi trước mình còn lơ là tí vậy, giờ mình rút từng cái dự án một, rút từng con người xem xét hàng ngày, ê hôm nay tiến độ công trình tới đâu, tức là theo dõi sát sao cái hiệu quả, đó là cái cách của mình. Thứ ba, tăng cường công tác quản trị tài chính. À, đây là dòng tiền nè. À, vậy thì quay về bữa vừa rồi mình nói đó. Ví dụ mình hàng tồn kho, mình thấy vấn đề đó bình thường, tại vì dòng tiền mình đang tốn, nhưng giờ mình phải coi cái hàng tồn kho là một việc hết sức quan trọng, và dòng tiền chuyển nhanh hơn, tốc độ thanh khoản tốt hơn. Đó thì chúng ta quản trị tài chính. Quản trị tài chính nó mấy nguồn, một cái nguồn nhân lực là một cái. Cái thứ hai là tiến độ dự án, tất cả không được phát sinh. Thứ ba thì như dòng tiền này nó khác liền, tài chính nó khác liền. Nó từ hai cái kết quả này nó mang lại. Cái điểm thứ tư đó là đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ. Không phải đầu tư hết nha, đầu tư thử. Thì chỗ này là cái điểm thứ tư, để xem cái đầu tư này cái kết quả mang lại so với cái hiện hữu, thì cái đó là tính cái ROI cộng với cái ROI thành cái luôn. Đó, thì cái đầu tư công nghệ giúp cho mình chỉnh gì. Và cái cuối cùng là thực nè, tiếp tục tập trung phát triển cái thương hiệu để đẩy mạnh sự khác biệt. Tại vì trong cái lúc khủng hoảng thì mọi người đang làm tất cả những cái gánh nặng, thì nó có một cái cơ hội là người ta sẽ không đầu tư vào thương hiệu, người ta không chi tiêu, nhưng mình chi tiêu đúng lúc thì trở thành tình lợi mua. Tất cả mọi người đều cắt ngân sách, không ai chi tiêu. Tự nhiên có ông chi tiêu bỏ ra một đồng thì ông trở thành vua trong truyền thông, ông được nổi bật.
Còn lúc mà tất cả các doanh nghiệp cùng chi tiêu thì cạnh tranh đúng không? Cạnh tranh về chi phí, cạnh tranh về độ ồn, cạnh tranh độ nhiễu, cạnh tranh về cái chỗ, cái không gian để xuất hiện trên tất cả phương tiện truyền thông, cái chi phí đó cao. Còn giờ mình làm mình là chi phí đó không? Chứ rủi ro với người khác nhưng mà tận dụng rủi ro thì trở nên cơ hội thôi, có gì đâu, cái chuyện ngược lại à. Chứ không phải đợi lúc mà thăng hoa mình mới làm, có những lúc thị trường đang bị vậy mà mình có thể làm được gì đó là được. Rồi, nghiên cứu sản phẩm mới, kể tiếp. Cái cuối cùng nè, cái thứ sau mình phải làm đó là nghiên cứu sản phẩm mới mà nó tốt. Tốt về mặt công nghệ, tốt về mặt chi phí, tốt về chân thành. Đó là 6 giải pháp cho tất cả các vấn đề cho nó, đấy đó. 6 vấn đề thì có 6 giải pháp. Sau cái này lúc nào cần chẳng riêng 2021 lúc nào mới cần mà năm nào mà cứ đi theo như vậy mình làm đó thì đương nhiên mình luôn chân tàu đúng không? Thế là sáng nay không đi chân tàu. Làm kế hoạch kinh doanh nói chung nha, nhưng mà cái gì ưu tiên trước ngồi lại chung rồi xác định được vấn đề. Rồi đây là cái câu chuyện này, vậy thì lộ trình tăng trưởng nè. Đó, để tăng trưởng gì? Phải số hóa tăng chứ. Bây giờ là cái thời 4.0 là cuộc remote, số hóa nó tăng lên. Tái tập trung trạng thái cân bằng của chuỗi cung ứng, hướng đến sự thích nghi. Đó, cái chuỗi cung ứng mình nó liên quan đến những đối tác làm ăn, những đối tác mua hàng, thanh toán, thanh khoản mọi thứ, quản trị hàng tồn kho, đến vấn đề đổi trả hàng tồn. Đó, vấn đề là tất trạng thái cân bằng. Về hợp nhất về giá trị gia tăng, hợp tác với nhau, hai bên cùng chia sẻ lợi ích quyền lợi đủ ro đủ thứ, đó là cái tiến trình đi đưa lên cái đỉnh cao và như vậy rồi tích hợp theo chiều rộng ba à, để chiều rộng giờ một chiếc xe ô tô là chiều rộng là nghĩ là chiếc xe ô tô từ khi chiếc xe ô tô mua về nó vận hành chiếc xe là nó bao nhiêu thứ đi khai thác trên chiếc xe ô tô, cái là tích hợp theo chiều rộng đó các bạn, mình nghĩ nha, ok không? Ngon. Chiếc xe vừa mới lăn bánh thì từ đó cho đi nó bắt đầu nó xài biết bao nhiêu loại dịch vụ đi theo đó, từ cái ngày nó lăn bánh đến lúc mà chiếc xe nó không còn chạy, cho nên 10 năm tới Tân Phát thì tập trung toàn bộ vận hành trên chiếc xe ô tô nó chạy sau khi lăn bánh, bán cái xe là của VinFast của các ông, rồi sau khi bán xong thì mình vận hành từ đó cho đi đến lúc cái xe đó cho vô nghĩa địa, đó là tích hợp với chị Độc đó. Quá trời thứ luôn, cứ đồ dầu hết. Mà sắp tới là 20 triệu chiếc đó, nói vậy đó. 20 triệu chiếc xe được dẫn, được đưa ra trên thị trường Việt Nam. Rồi là phải có kinh doanh. Thiếu chỗ đổ. Thiếu chỗ đổ không? Xe em chưa thấy bảy dòng xe thông minh đâu. Đây là thấy là đó là bảy dòng xe thông minh. Trời ơi, đi coi lớn nước ngoài bảy dòng xe thông minh nó cũng biết không gian có chút chéo à? Nó làm cái trăm chiếc xe. Thầy của mình là nước ngoài. Đây có luôn không? Đấy, có chuyện cho xã hội nhu cầu xe là tất yếu, còn giải quyết nó thì vấn đề. Chứ không phải mình thấy không có chỗ đậu xe cái mình không nói thôi, không phát không tục. Không mua tô nữa. Con người các bạn khác lực lớn là có thu nhập thì nghĩ đến ngày chiếc phụ tùng nó tiện lợi hơn, nó thoải mái hơn, nó đủ thứ trên đời đó, vậy đó, an toàn hơn, trú mưa trú nắng. Mà dân Hà Nội phải không mua chứ dân ở tỉnh nó có chút xíu tiền nó phải nghĩ tới mua thôi liền, phải không? Bay ngân hàng mua đó, đừng nghĩ cho nó Hà Tĩnh chuyên bay ngân hàng, tất cả nước đều đổi thẻ mấy ông như miền Tây ở Bình Còn á, bán thì cứ mua cát, không có chỗ đậu xe cũng phải mua chiếc xe, xong rồi gửi lên thành phố Cần Thơ á, cái tuần lễ qua xách chiếc xe chạy đi chơi vòng, xong rồi gửi xe mới về Bình Còn, tại vì để làm gì? Cuộc sống nó như vậy đó. Đây, hai bên tiếp trình nha, rồi như vậy thì bây giờ mình giải đáp đi, tôi sẽ nói cái phần 2 là cái này. Bây giờ mình giải, các bạn hỏi cái hỏi tôi thì tôi sẽ chia sẻ tiếp để thắc mắc. Nãy giờ thì cái đó là tôi chia sẻ cho thị trường bất động sản đó. Bắt đầu đi hiểu nè, hiểu người dùng trước, hiểu đối thủ chơi. Trong cái thị trường bất động sản nó có những đối thủ nào? Công ty xây dựng, công ty vật liệu, ai dẫn đầu, thương hiệu nào, cao cấp, trung cấp, v.v. Hiểu hết, hiểu rộng, hiểu khó khăn của nó. Và để thành công có giải pháp gì trên thì quay lại thị trường mình gọi là thị trường ô tô xe máy.
Bây giờ đây là công tác lãnh đạo, đây là cái gì đưa ra giải pháp cho phòng mình chiến lược như nào, phát triển là như nào, marketing như nào, PR nào, thì mô nào, nhân sự như nào để nó phát triển. Tức là cuối cùng phân tích đây thì thực tế thì trước thì có một số lần nói với kinh doanh thị trường rất lớn, tiền thiên hạ rất nhiều, nhưng vấn đề mình biết cách nào để mà kiếm được tiền thiên hạ rất nhiều, nó vô biên, nó không bao giờ là thiếu cả. Vấn đề khả năng để mình thích ứng kiếm được bao nhiêu. Hiện tại cái GDP mình, cái thu nhập trên đầu người á, trong 10 năm sau á, tức là 10 năm sau nó tăng lên nhiều gấp nè, sức mua của người dân Việt Nam hiện tại tương đương sức mua là mình khoảng bao nhiêu, 4.000 đô la đúng không? Đến năm 2030 sức mua mình tương đương với 12.000 đô la, tăng lên gấp 3 lần, mọi thứ đều tăng khủng khiếp. Mà 100 triệu dân mà 12.000 đô la tức là nền kinh tế cũng như 1.200 tỷ, 1.200 tỷ đô lớn lắm các bạn, mọi thứ nó chuyển động không có tính được đâu. Có hỏi vài câu chứ nó giúp phải định nghĩa chiến lược là gì, chiến lược là để tối ưu cái nguồn lực mình đang có đi, khai thác cơ hội gì đó. Cơ hội nó có cái gì, nó có mình tối ưu, điểm yếu cũng tối ưu mà điểm mạnh cũng tối ưu. Rồi như vậy chiến lược và kế hoạch, chiến lược đó. Công ty nhắm vào một nhóm khách hàng mục tiêu nhất định rồi, sau khi đã phân khúc chính xác, nhớ sau khi phân khúc rồi mới làm chiến lược. Như vậy cái việc còn giờ tới cuối năm á là chúng ta có một tháng để chúng ta rà lại khách hàng của mình, thị trường, phân khúc rồi mới làm chiến lược nha. Chiến lược là sau khi đã phân khúc chính xác, đáp ứng nhu cầu cụ thể, đồng thời cung cấp được nhiều điểm đến khác biệt. Nãy em khi nói đó, chúng ta cung cấp nhưng chúng ta phải khác biệt cho đối thủ, thì đó là điểm này. Cho nhóm khách hàng thì chúng ta được chấp nhận, thì thương hiệu chúng ta được chấp nhận, sản phẩm được chấp nhận, thì cái đó gọi là chiến lược. Chiến lược là gì? Là mình đáp ứng trong cái phân khúc đó tốt hơn, nhiều thì tốt hơn so với đối thủ, nhưng nhớ phải có phân khúc rõ ràng nha, chứ không phải đẹp là bán hết thì tất cả được rồi. Cho nên thị trường xe hơi rẻ nó là có cái cách làm riêng, xe hơi cao cấp làm riêng mà xe hơi dân trung bình làm riêng đó, như mà có phân khúc rồi đó có thể coi là chiến lược. Vậy cái nào cũng là chiến lược, chiến lược làm nó đáp ứng được câu này ha. Như vậy cái tiếp tục nha. Nếu doanh nghiệp không có lợi thế độc đáo gì hết, giá trị cốt lõi và bí quyết công nghệ khó bắt chước so với công ty đối thủ, thì doanh nghiệp đó không có lý do gì tồn tại hết. Bây giờ người ta làm gì cũng bắt chước y như vậy, mình ra sản phẩm nhưng mình không có điêu được cái gì nổi bật lên, công nghệ đâu bật. Mình thử xem nha, chiếc điện thoại của Bphone đó có cái gì đặc biệt so với điện thoại của Xiaomi, Lenovo hay điện thoại của Oppo, có gì đặc biệt? Ngoài ông chủ nói đặc biệt là ông sản xuất ra, thì có cái gì đặc biệt để truyền thông? Nó có lý do để nó tồn tại không? Công nghệ đặc biệt không? Lợi thế cạnh tranh có bắt chước không? Rồi có cái gì độc đáo để mà khác biệt tất cả những ông đang thiết kế này nó đẹp? Camera nó có 4 camera lên cái đường nó bay. Ví dụ vậy, cái gì nó có, vậy cái gì mình khác được? Đâu phải mình nói, mình cầm lên nó lên gọi là không thể tin nổi, số 1 được, người tiêu dùng thông minh chết cha luôn. Nó có các bạn so sánh trên thị trường mà biết không? Mấy cái ông nghề, cái nghề sống của mấy ông trong nghề là gì? Chuyên lấy các điện thoại tháo ráp ra, quay phim từng clip một, phân tích từng clip một để phân tích điện thoại này so với điện thoại kia. Chúng ta không cần làm việc đó, mà nó làm sẵn luôn trên mạng luôn. Cho nên chúng ta không cần phải đi nói dối được các hàng đâu. Nó up lên sẵn lên YouTube lên clip để người ta biết rồi. Đó. Nhân viên mình phải có cái lợi thế độc đáo, tìm ra nha. Còn mình đi giải pháp tư vấn được giải pháp mình còn độc đáo hơn nữa. Cái đó nó gọi là unique. Unique là chỉ có mình có mà người khác không có, gọi là unique. Tìm một cái đủ rồi. Chứ nhiều cái đó đâu gọi là unique. Một cái duy nhất thôi. Tiếp các bạn. Chiến lược giống như các đối thủ đang thực hiện thì không hề có chiến lược. Cái này bắt chước thể có ông
chuyên làm này. Cứ thấy kia làm đúng sản phẩm nó tung ra đúng. Nó bán kênh đó thì cứ cứ như vậy đi theo sau. Ăn theo sống tàn 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 cũng được. Tôi biết có rất nhiều người bắt chước cái tâm pháp, cứ tâm pháp làm sao họ bắt chước thì họ không cần cái tư duy nghĩ động não của họ chúng ta cao siêu nữa. Bất sống. Bất sống. Thì đó. Cứ mình làm sao 3 tháng sau họ bắt chước là mấy gì. Nhưng mình là người dẫn đầu, mình muốn dẫn đầu thì mình phải đi luôn luôn mình thay đổi, luôn bắt buộc thay đổi. Chiến lược khác biệt nhưng mà dễ sao chép thì nó gọi là kém cỏi. Anh mới ra cái khác biệt nhưng 3 tháng rồi tôi bắt trước, 6 tháng sau tôi bắt trước được thì cũng không có gì là mong lành hết. À, kém cỏi ha. Thí dụ camera chụp hình nhận dạng thông minh, như vậy cái công nghệ nó dễ bắt trước không? Nhận diện thông minh cái gì đâu mà đặc biệt của anh, không có gì mà đặc biệt cả ha. Tiếp cái nữa, cái thứ tư này, chiến lược rất khác biệt và độc đáo và khó sao chép thì là bền và mạnh. Cái đó là cái gì? Cái này là lý thuyết của nó là rất khác biệt, độc đáo và khó sao chép để đi lên, còn hai này nó đi xuống. Trong mô hình. Rồi, có ai, có trên thế giới có ai sản xuất được chiếc điện thoại ngang bằng như iPhone? Có nhiều doanh nghiệp sản xuất bằng, nhưng có ai xây được hệ sinh thái giống như Apple đó. Nhớ là chiếc điện thoại có thể sản xuất tốt hơn chiếc điện thoại iPhone, nhưng khó có ai bắt chước xây một hệ sinh thái đầy đủ như iPhone. Thì đó là lý do mà chiến lược iPhone là không thể thay thế hiện tại. Nó mới dẫn đầu và tiếp tục dẫn đầu chết, sản xuất chiếc điện thoại camera chụp hình đẹp hơn rồi thông minh hơn là chuyện bình thường, nhưng mà cả một cái hệ sinh thái là cái không thể được. Cái đó nó gọi là nè, khó sao chép và độc đáo, chứ đâu phải chỉ có điện thoại đâu. Nó vận hành vừa cloud vừa hệ sinh thái app rồi tới tất từng tầng ha, từ cứng đến mềm, chứ đâu không chỉ có chiếc iPhone đâu. Yeah. Nếu tôi mà ở một vị trí khác ở một công ty ô tô, tôi sẽ làm ra chiến lược liên kết bền vững với tất cả từ A đến Z với cái hệ sinh thái ô tô, tạo ra hệ sinh thái cái bền vững, chứ không phải có một chiếc xe ô tô là ở thế cạnh tranh. Thì đó là một chiến lược, tức là tôi phải liên kết cộng bằng được 300 đối tác, 200 đối tác mà bền vững đi với tôi trong 10 năm, cam kết đi 10 năm và tôi là cánh chim đầu đàn, thì cái đó mới là cái khó sao chép mà làm đó. Chứ không phải chiếc ô tô của mình nó độc đáo so với đối thủ đến nỗi mà người ta bỏ hết tôi cuốn cùng đi mua cái chiếc xe của mình. Hình như cái điểm đó gọi là chiến lược khó chứ. Liên kết từ ông gara ô tô đến ông phụ tùng ô tô cho đến ông sửa chữa cho đến ông đủ thứ để làm cho người tiêu dùng cảm thấy là từ ngày sở hữu lăn bánh chiếc xe này rồi là ok, mọi thứ là được chăm sóc đấy. Đó là liên kết hệ sinh thái là như thế này đó. Như vậy xác định chiến lược bán hàng phù hợp là gì? Một có bốn giai đoạn hình thành phát triển. Như vậy thì giai đoạn hình thành là làm khác chứ, giai đoạn mình tăng trưởng khác chứ. Rất nhiều sản phẩm chúng ta đang ở giai đoạn tăng trưởng này, thì cái chỗ này phải đẩy lên. Hồi nãy thị trường A, thị trường B đó thì nó tăng trưởng phải đẩy ao 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 lên để thu tiền về, tăng doanh thu, tăng dòng tiền về. Nhưng mà cái lúc chín mùi đó, cái thị trường nó chín mùi đó thì phải là xử lý hàng tồn, xử lý mọi thứ để quay trở về tái đầu tư. Còn nó suy thoái rồi cắt đi, cắt hết tồn kho, xử lý hết hàng, bỏ luôn thị trường đó đi. Nó khác nhau, cách làm đâu khác nhau. Như vậy mỗi một dòng sản phẩm, mỗi một thị trường đều có bốn giai đoạn hết. Có những tỉnh mình chưa bao giờ bán, có những khu vực mình chưa bán thì nó mới là hình thành. Nhưng có những chỗ nó lại là suy thoái rồi đó, đúng không? Trên này không các bạn? Không phải. Có những cái mình đã suy thoái rồi, có những cái mình mới bắt đầu, mình mới vô thôi. Cái đó nó gọi là bốn cái giai đoạn để mình nhìn thấy rằng có cái cách đi khác nhau của họ. Mà nghiên cứu thế nào, nghiên cứu không thấy được, mình thiết kế nó phù hợp thì cái đó là quan trọng. Dạ. Hồi nãy á, tôi có nói chỗ này nè, nỗ lực nghiên cứu ra cái sở thích của khách hàng để mình thỏa mãn điều đó tốt hơn đối thủ thì mình thành công. Trong thị trường có rất nhiều đối thủ chơi, nhưng mà ai làm cung cấp được cái mà khách hàng chưa thấy thỏa mãn
hoặc là làm tốt thì nó thì tự nhiên mình sẽ dần được cái phần đánh ra liền ngay lập tức. Phân tích và điều tra cái mà người ta không ưa thích của các mục tiêu và hạn chế điều đó tốt hơn so với đối thủ thì mình cũng thành công. Có hai cách: một là mình bỏ mặc điều đó tốt hơn, hai là mình hạn chế điều đó tốt hơn. Ví dụ cái phần sửa chữa bảo trì người ta cực kỳ lâu phiền phức, tốn nhiều chi phí mà xong không xong, mà mình làm việc đó tốt hơn, mình hạn chế điều đó. Có hai loại: một cái là thỏa mãn nhiều hơn, cái là hạn chế cái phiền hà của người ta đến mức cao nhất thì mình thật chọn có hai loại. Có doanh nghiệp đó order xong 3 ngày nó có hàng, thằng ra sau nó giải quyết là order trong vòng 3 tiếng có hàng, thì tự nhiên đó nó chia thịt thì phần ngay lập tức nó giải quyết cái khâu quy trình sau đó cực kỳ nhanh, nó chia sẻ tới gì đó. Cho nên kết luận của cái phần này là gì, chiến lược là gì, đúc kết từ máu lửa phải ra thị trường mới sâu sắc, gọi là máu lửa, và rác, rác của thị trường, rác làm thịt dê, phàn nàn quá trời, cái mình nghe phàn nàn quá mình sợ mình rút quân về, đâu có. Máu lửa là dân sale, dân marketing, phải chịu ra thị trường, nắm bắt thị trường, đến với thị trường. Còn rác rưởi là người ta chê, người ta phàn nàn, thì nó chính là cơ hội. Jack Ma nói gì? Jack Ma nói là cơ hội nằm trong rác rưởi, nó nằm trong sự gì? Người ta chê bao nhiêu thì đó là cơ hội gì? Bây giờ toàn bộ thành phố Hà Nội không có thấy chỗ đậu xe. Đi đâu bị đậu xe chui đồng cầu, chui chỗ này chỗ kia, rất là khổ. Nghĩa là đó là, mình nhìn vô đó là cơ hội. Mà cơ hội của mình là mình làm ở một mô hình thông minh thành công, mình đưa cái đó lên trên YouTube, mình chuyển tải chứ không phải chuyển tải chính phủ nha. Mình áp lực từ xã hội tự nhiên chính phủ sẽ giúp. Chúng ta làm bằng gì? Bằng áp lực của xã hội tự nhiên là ok. Còn chúng ta đem lên trình bày cho quận, trình bày cho phường, không thấy đâu được. Tại ông không có thẩm quyền. Và cái thứ hai, ông thấy vấn đề đó chưa phải là cấp bách. Nhưng mà toàn bộ xã hội nó nói là cái này là cấp bách, dân sinh mà. Mà chúng ta không có định chuyển tải mô hình đã thành công, đưa lên YouTube để xã hội lên tiếng, thì tự nhiên mình sẽ được xin giác đầu tiên. Khi mà ông đó, ông quận, ông Mập á, thì đưa cái vấn đề đề một làm việc của quận, tự nhiên cái công ty mình là đơn vị đầu tiên họ mời lên. Cái đó là cái rác rưởi đó. Chứ đừng có đem cái đề án đó lên trình cho quận. Đâu, tôi không bao giờ tôi xuống cho doanh nghiệp nào lên trình cho quận cho thành phố cả. Tôi nói là cái doanh nghiệp rừng vừa rồi, làm đến thế nào mà toàn bộ dân á, nó thấy đây là một chính sách quốc gia luôn, thì tự nhiên ông bộ tài nguyên nhảy vô à, đúng y thật luôn rồi. Nó chuyển tải từ cái vấn đề của 1.000 hectare, 2.000 hectare, 3.000, tự nhiên bộ nhảy vô liền. Chứ mình còn đem lời án cũng lên trình, mình xin giấy phép và xin thưa 8 năm sau chưa ra. Cho nên tuy nhiên là vậy, mình hãy làm cho người tiêu dùng xin yes, và người tiêu dùng là bức tường vững chắc nhất ủng hộ cho cái mình. Một cái bạn nghiên cứu mình nên nghiên cứu kỹ vậy đó. Thành phố Hà Nội thì không có thể xây ra bãi đỗ xe lớn được, đất đâu nữa, ao còn lấp tốt là bất động sản, đừng nói tới cái chỗ đỗ xe, đúng không? Đó, thì mình giải pháp thông minh là mình chuyển tải nó lên cho người tiêu dùng ủng hộ, các nhà đầu tư ủng hộ cái đó, nhà đầu tư họ ủng hộ cái mô hình của mình để đầu tư lớn, thôi đem cái đó về họ đầu tư cho họ, thì tự nhiên cuối cùng mình xả hóa cái đó ra, nhiều người cùng mình thành công đi trước này, ai làm cái đó ra, mình làm. Nhiều cái để nói đó là một bài giải quyết để nói điều hành để lốt và làm kế hoạch mình sẽ có cái hướng đi. Rồi chiến lược có mấy lợi ích nè, chiến lược tốt là nó tích hợp mấy cái lý thuyết nha, dịch vụ toàn não, ngân sách dồi dào, hay công nghệ dẫn đầu, hay giá trị cốt lõi ưu việt, hay là độc đáo về tính chất, hay con người hiệu quả, thì đây là hầm phối vô cái mặt trận dùng tư bằng ra chiến lược. Có bóc một trong cái này ra hoặc các bạn kết hợp đa biến rồi thì nó ra chiến lược rồi đó, nó là phức hợp luôn cái cho cái tôi này. Trên một món ăn nó có nhiều cái nguyên liệu, thì đây là cái nguyên liệu để chế biến ra, gọi là chiến lược. Bây giờ mình xem nha, đối thủ phản ứng hay sao chép phải kém nhiều, tốn nhiều thời gian và ngân sách. Nó bắt chước thì mình có thể tốn thời gian một và hai tốn tiền trên ông bắt chước, nó khó, nó bỏ một chưa. Tới đây thiết lập cái gọi chiến lược bó, chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt, chiến lược tập trung, chiến lược liên minh, và có liên minh thì liên minh gì, các loại đó là tôi đi chi tiết nữa ha. Liên minh về sản phẩm dịch vụ, liên minh về khuyến mãi, liên minh về hậu cần, liên minh về định giá, đó có rất nhiều loại chiến lược. Chứ cái từ chiến lược là từ chung, chi phí thấp là không đâu thấp bằng mình,
Nhưng cái thấp không nghĩa là chất lượng nó kém nha. Bởi mình tối ưu các khâu, mình cắt gọt đến lúc mà quy trình mình nhanh gọn lại cho nên chi phí nó thấp. Cái thứ hai là khác biệt gì thì đợt đi từ thực cái. Giờ mình coi thử liên minh nha, mình xem đây là các liên minh. Việt Nam Airlines ký với Vingroup hai ông to liên minh với nhau, hai ông to còn liên minh đứng ra hai ông nhỏ. Vingroup nó có cái đối tượng khách hàng đó là nhiêu, cả 500.000 đến cả triệu khách hàng, thì Việt Nam Airlines cầm cái đó không cầm, hai ông nó liên kết nha. Đây là một sự kết hợp hợp tác đẹp nhất. Cái là liên minh về sản phẩm, liên minh về dịch vụ toàn diện đó. Đi chuyến máy bay ở được resort của ông này, resort của ông này đang ở không nè, bay chuyến máy bay của ông này tới được kết hợp, đó là về phát triển sản phẩm. Đây là cách gọi là chiến lược liên minh là gì nè. Liên minh nó có liên minh về sản phẩm dịch vụ, liên minh thương mại, liên minh hậu cần và liên minh về định giá. Thấy không? Như vậy mình liên minh về sản phẩm dịch vụ thì Việt Nam Airlines và Vingroup đang làm cái này. Đang làm này. Đây gọi là liên minh về sản phẩm. Mua một chuyến bay từ Bố Nhân ra Hà Nội, liên kết xuống ở cái resort ở đâu phải không? Ở ngoài Hạ Long. Hai đêm cho hai người, một cặp á, cộng như vậy mấy bạn, nó tính có mấy triệu à? Cái gói đó cũng kiếm một liên minh rồi. Chứ là nó giữ được khách hàng của nhau, mà nó tăng cái tiền phòng lên. Rồi. Ông này làm xong thì ông khác, ông này đâu có tin đâu bạn. Grab liên minh với Swift 247 hợp tác toàn diện về logistics. Ông này liên minh gì sản phẩm thì ông này liên minh gì logistics, chứ chẳng lẽ liên minh gì sản phẩm nữa là sai rồi, bắt trước sản phẩm rồi không được. Liên minh logistics vừa đáp cái bài xuống có dịch vụ Grab chuyên chở, còn bây giờ muốn ra sân bay có Grab thì mà qua tất cả các nước luôn, trong cùng một luôn, thấy ghê lớn chưa. Cho nên não của mấy ông mà lớn nó ngon tính về chiến lược kỳ lắm vậy đó. Anh mới liên kết về sản phẩm với Vingroup và tôi liên kết với Grab toàn không được luôn. Bút một phát một là ra tận sân bay, vừa bút sân bay có xe đến mà tông toàn luôn. Tất cả các thứ 24/7, 24/7 đều có vận chuyển VIP giờ. Cái đó mới còn liên kết về sản phẩm với dịch vụ. Nhớ chỗ này nè, nhìn chỗ logistics nè, hậu cần, thấy không? Cho nên các bạn phải tìm ra nhiều cái cơ hội để mà liên kết lại, mình thắng được chứ mình phải đem cái sản phẩm rời ra bán, rồi có công nghệ, có giải pháp ưu mà không liên kết thì vẫn là ở thế bị động, vẫn là riêng lẻ một mình, không làm nên mẫu của sự. Gương đầu học tập. Hợp tác. Đi mình nó buông nó đánh mình đó. Anh đã có chuyện rồi đi về kể sư tử với bài sói rồi. Nên đối thủ thành đối tàn. Xin chắc, cái dòng này. Cái này là liên kết bị ưu đãi. Liên kết ưu đãi, đây là một loại nữa. Thì cho các bạn tham khảo cái gì trên thị trường này cũng có cái công thức này rồi. Các bạn chỉ cần nói là muốn biết chiến lược kinh doanh loại hình nào thì các bạn cứ tìm kiếm thì thiên hạ đều có làm hết rồi. Còn quan trọng chúng ta học được cái đó, chúng ta đem về cái ngành của chúng ta ứng dụng. Chứ cái thế giới này nó luôn luôn có ông đi làm trước, làm rồi hết. Không cao siêu gì cả. Nhưng mà cái ngành mà nó chưa làm thì mình lại cứ hỏi nha. Rồi, chiến lược doanh nghiệp nhìn ha. Mình đi mô hình đi từ trên chứ. Phân tích tình hình trong và ngoài, cái mình xuống mình vẽ bản đồ là 2 đến 3 năm, xong cái mình xuống 1 năm, xong đến chiến lược marketing, đến chiến lược bán hàng. Cái mình đi từ trên chứ không? Chiến lược bán hàng xong tới cái hành động triển khai ra. Ok. Cái mô hình đi từ trên như đây là các bước. Hay nói đó, mình về tới các bước. Có 7 bước xây dựng một cái kế hoạch về một chiến lược bán hàng cho nó. Ở các công ty đa quốc gia nó làm nha, thì mình phải học để mình nâng cái tầm này lên. Một, xác định vị trí và chiến lược của công ty mình lại một lần nữa, bao gồm các bước cần phải làm như sau. Một,
Trong năm vừa qua công ty đã kinh doanh như thế nào? Nghiên cứu kỹ doanh số của năm vừa rồi và xem xét kỹ các yếu tố một độ sale của bạn cả. Từng một từng ông. Cho nên trong cái tháng 10 này là các phòng ban review lại cực kỳ. Độ sale của mình đạt doanh số như thế nào? So với mục tiêu, ông nào vượt trội, thị trường nào, sản phẩm nào, tức là mình đánh giá là từng con người một gọi là performance đó. Cái này không phải là KPI đâu, mà nó gọi là performance trên từng cá nhân một, từng khác cao một, từng chi phí của con người một nó bổ sung. Thì cái này là cái điều mình cần là ai đừng bán hàng giỏi nhất, tại sao người đó giỏi, chứ không phải là mình bán giỏi mình đừng nói người đó xuất sắc đâu, nó có lý do. Giỏi là gì đó, có kiến thức vững, hay doanh nghiệp, hay được sự hỗ trợ, hay thị trường đó có cơ hội nhiều để mình tìm ra được cái lý do tại sao ông đó thành công. Rồi cái ông kia cũng giỏi mà tại sao chưa thành công. Để mình tiếp tục cái bài sắp tới mình training, huấn luyện hoặc đảo chiều, sắp xếp lại hai nhân sự, tự nhìn thấy cái sự hoàn hảo. Thì cái chuyện đó trước khi các bạn lập kế hoạch, bạn có cái việc đánh giá lại đó, tôi nói cái điều này quan trọng là ai là người bán hàng giỏi, nhưng mà tại sao bán hàng giỏi. Nhiều khi mình đánh giá một con người giỏi mà không khéo là đánh giá sai á, tại vì mình nói là người đó giỏi không phải đâu, cái gì nó cũng có thuận lợi sẵn, cho nên bán hàng rap là cái đó đúng rồi. Còn cái ông kia ông ít được sự hỗ trợ thì cuối cùng ông không thành công, chứ không phải bản chất ông chưa làm. Thì năm nay điểm rất khác nhau, khách hàng nào mang lại nhiều lợi nhuận nhất và mang lại lợi nhuận ít nhất thì mình phân loại ra đó, nó ra là cái bản phân loại, thì lúc đó mình biết tập trung cho ông nào cho năm kế tiếp. Cái này đã là các bạn thống kê và đánh giá lại kỹ như các bạn tất cả anh chị đã làm thế này, cùng làm với nhân viên của mình thì mình thấy công việc mình đã áp được. Cái việc này là bước một, đó là xác định được vị trí và chiến lược của công ty. Vị trí là mình đang ở đâu á, và chiến lược vừa rồi mình làm sao, tại sao mình không á, tại sao mình chưa đạt được. Có một doanh nghiệp hôm qua nói với thầy, thầy ơi doanh nghiệp em chỉ đạt được có 20% so với mục tiêu đề ra. Hỏi tại sao vậy? Câu hỏi đó tự nhiên doanh nghiệp mình đạt 20%, hỏi thầy tại sao vậy, sao tôi biết đạt được 20% so với mục tiêu đề ra, thì nó phải có cái nguyên nhân nào để nó đạt được 20% đó chứ. Nó có nhiều, nó từ độ sale hay từ cái sản phẩm mình sai, hay đối thủ quá mạnh, hay là người tiêu dùng không còn mua, đó là nguyên nhân. Thì quay lại mình có những việc này mình tiếp được cho bạn. Mình có cái này xong rồi mình tiếp tục mình làm á, cái bước một nha. Đó này đánh giá kỹ trong tháng 10 làm đó đó, mà làm không phải là nguyên tháng đâu. Ok, tiếp bước thứ hai, xác định lợi khách hàng lý tưởng. Với công ty thì 80% lợi nhuận nè nó đến từ 20% khách hàng mình thôi, có 20% thôi nha, cái công thức còn lại nó từ 80% khách hàng. Vậy mình phân loại sắp xếp lại khách hàng để năm sau mình tập trung nguồn lực, bao gồm là chính sách trade marketing cộng với chăm sóc cộng với các cái vấn đề về đầu tư cho khách hàng đó. Trưởng phòng tuần đó có bao nhiêu thời gian đi thăm, nhân viên có bao nhiêu thời gian đi thăm khách hàng, rồi chiết khấu, rồi ưu tiên của mình đi thăm phân loại xong rồi các bạn tự nhiên có biết là vậy kế hoạch là gì, kế hoạch tuần là gì, kế hoạch tháng là gì, là dựa trên bản này á, ai là khách hàng lý tưởng của mình để mình chăm sóc. Và đây các ông thức nha, nó còn một điểm nữa nè, tôi phân lên hồi trước tôi đi đi gặp khách hàng, tôi cũng làm cái công bản công thức này đi đây mà. Tôi có 10 cái này. Ví dụ giờ nó là có 2 khách hàng nó mang lại cho mình 80% gì, thì hỏi mình có nên chăm sóc 2 ông này nhiều không? Nhiều đương nhiên rồi, nhưng mà mình chăm sóc bao nhiêu phần trăm thời gian của mình, rồi nhân viên mình bao nhiêu phần trăm để chăm sóc 2 ông này, rồi tiếp tục những khách hàng nào ở bên ngoài này, ông ABC là biến họ thành khách hàng thứ ba, khách hàng thứ tư, thì bỏ cái thời gian còn lại đi chăm sóc 2 ông này nè, chứ không phải bỏ cái thời gian còn lại đi chăm sóc 8 cái ông này. Bởi 8 ông này không, ông không thể trở thành cái ông mà cá mập này được, mà ông cá mập cũng nằm ngoài đây nè, đúng không? Mình bỏ thời gian mình chăm sóc 2 ông này đúng rồi, nhưng như mình cũng phải chăm sóc nữa, nhưng thời gian còn lại phải đi tìm mấy cá mập nữa. Giống như lần này nè, cứ mình chăm sóc được 2 ông nữa thì mốt mình coi được cái doanh thu nó cao và lợi nhuận cũng cao nữa, thì cái việc đó là việc làm của quản lý và lãnh đạo. Tôi phó tổng kinh doanh, tôi đi làm việc gì, lập kế hoạch, chiến lược, và cái nữa là tôi đi nói chuyện với khách hàng, tìm những con cá mập để mà làm việc, mà tìm cá mập xong bắt đầu triển khai được,
chiến lược bán hàng vô, hỗ trợ làm gì vô với người bạn đó. Chứ mình đi chăm sóc mấy cô cái đó cùng mình bỏ thời gian ra cũng buổi gặp vậy, cùng một buổi gặp cũng một buổi meeting vậy, nhưng nó mang lại cái gì cho mình? Đó chính là cái bài toán mà mình phân bổ thời gian, phân bổ nguồn lực của mình và anh em, và kể cả tiền đầu tư luôn. Đi uống bia có tốn tiền không các bạn? Có không? Có. Đi uống cà phê cũng tốn thời gian. Tất cả sự đầu tư mình cho các bạn đều là cái sự đầu tư thời gian, tiền, đi lại, chi phí và mọi thứ. Tám năm thứ tư là đủ duyên, tự nhiên mình đến về giai đoạn của mình đó mình. Hồi xưa tôi chăm sóc một cái nhà phân phối ở Long Xuyên á, thường xuyên luôn, chẳng bán hàng được mà hội nghị nào cũng mời ông. Còn tôi cũng biết ông không bán mình, ông bán đến đối thủ, nhưng mà hội nghị nào cũng mời ông. Nhưng mà tới một ngày nào đó ông về đội mình á, mà ông về đội mình cái là thị trường đó toàn bộ của mình luôn. Nói như vậy để các bạn biết là trong cái nghề sale mình đó, chứ không phải người ta không phải đội mình, mình chẳng quan tâm, người ta cũng chẳng hỏi thăm. Con người á, tạo thành một cái thân thích khi chúng ta đến với nhau. Sát bên nhà mà không đến với nhau mà cũng thành người dân, đúng không? Vậy thì cái này mình biết cái này mình lên bóng bé. Làm bán, nó bàn bạc, nó bán, ba chữ thôi mà. Vậy thì mình phân loại cái hàng lý tưởng để mình làm cái việc hành động của mình là vậy đó. Cái quả bán hàng là gì? Là có những chăm sóc, có hỏi thăm, rồi có chính sách, có đầu tư, có ghé qua, coi họ làm sao, mọi thứ. Đúng. Cái này, tên bán mình đã hướng được một vài trường hợp. Ví dụ như mình bán một hợp đồng này, thì sau đó là mình mua. Mua mình nghĩ rằng người ta đã mua một đầu tư sửa rất nhiều tiền rồi, thì sau người ta sẽ không thu hoặc thừa đầu tư và bỏ bán đi cái chăm sóc về sau đó. Ví dụ như bán khi nâng cấp sửa một hoặc trong trường hợp khách hàng đầu tư sửa 2, 3 này, cái bản thị trường này em cảm giác là thứ hai thứ ba được sửa đổi ra cho ông Kim nhảy vô rồi. Đúng rồi. Tốt chi phí mạnh hơn nữa, anh nhiều hơn nữa. Lúc đó đi xăm ca học mới thì tìm thị trường mới rồi mà không có học cũ. Cái này cái bài học mà từ ngày Tota Hiroshima anh Tân nhớ mình chăm sóc người rất là tốt, mình đến rồi cảm giác vẫn phát sinh không nợ ấy. Tức là mình vẫn bán được hàng nhỏ, nhưng mà đến lúc đủ cái mình ký được Hiroshima tất cả đấy thì em nghĩ là nếu như mình chăm sóc một khách hàng kể cả vài năm sau không phát sinh gọi là doanh thu nhiều, nhưng mà sau đó có thể là có một cơ hội rất là lớn. Nhưng mà gọi là phát sinh doanh thu ở cái giai đoạn sau khi đầu tư là nó ở cái này là bên mình là đã nhìn thấy vấn đề điều đó. Cái đây là 2-3 năm đây là các phòng kinh doanh như phòng Duy đấy là Tuân hình đã cũng có tổ chức để làm, tức là gì, trong một phòng mặt hàng thì phân lớp phân tầng ra, có những ông mà kiểu gọi là chuyên viên cấp cao cấp, một ông là biết một vừa, một ông là học việc. Thế khi một khách hàng quan trọng đến thì có thể ba ông cùng tham gia, nhưng mà cái chốt sale tất cả cái quan trọng và đàm phán chốt sale thì cái ông gọi là chuyên viên ông nào. Nhưng khi theo dõi thị trường đồng thì có thể là ông gọi là mới biết việc quản lý ông nào. Và những cái sau đó dịch vụ hậu mãi hoặc là chăm sóc rồi là việc công nợ thanh toán rồi là bán thêm những cái gì nó nhỏ thì là cái ông mới học việc làm để cũng giữ được cái chân. Bởi vì trong cả quá trình làm việc đấy thì những bắt đầu làm dự án hợp đồng lớn đầu tiên và cái quyết định là cái chủ tư. Nhưng sau đến tiếp theo đến cái vấn đề để làm tiếp theo thì để bàn ra người thu thì thường là gì, ông quản đốc và ông kỹ thuật viên ở dưới. Nhưng sau tiếp theo đi mua nữa những cái vật tư phát sinh thì ông là vật tư, ông vật tư hoặc là bên dưới. Thì rõ ràng là gì, nếu mà chúng ta phân lớp ra một nhóm làm việc, ba nhóm ở đấy thì đảm bảo là cái phòng nó giữ khách hàng rất tốt. Bởi vì trước đây chúng ta đã mất như nào, khi cả hợp đồng một dự án chúng ta bán rất tốt, xuất sắc, nhưng khâu sau khi mà bắt đầu là đến cái phần mà mua bán là phần đầu tư nó mua là chúng ta đứt và không thể bán được. Thế thì vừa rồi là anh thấy là phòng Duy, anh thấy là rồi Hình Tuân nó triển khai cái này là bắt đầu nó anh em nó phối hợp cho tốt. Thì cái này nó hay ở chỗ là gì, để những hai ông bên dưới thì bắt đầu cơ hội để mình học tập và nâng lên. Đến cái ông thứ gọi là vị trí thứ hai, ông cứ giỏi ông lại ra làm cái nào cái riêng để ông hỗ trợ hai cái tiếp theo, và cứ ông lớn hơn là ông bé, nó tạo nhau gồng gánh nhau và nó gọi là đúng người đúng việc làm việc nhóm ấy. Là nhóm
thì cái này là các phòng kinh doanh là cũng đang có ý hướng thế, thì anh nghĩ là cái đấy là gần đang đang khuyến khích cái cơ bản của nó. Ông Duy đi không? Duy đi ra ngoài rồi. Tuân đi không? À, bây giờ có làm được không? Đúng như anh nói đấy, bởi vì cái này như anh kia em cuối năm nay phòng cũng nào như anh cũng chưa thành đồ, vì cũng là anh em lớn thì tập trung cái đầu mục trước và cái chuyển giao thị trường trước, xong thì là chuyển anh em hàng hóa đặt hàng rồi thì sau này chăm sóc và tư nhỏ kiện cả bên dịch vụ nữa, cả bên chỗ hỗ trợ phần và phụ kiện rồi vào những quá trình sau này. Vì làm như thế thì nó là cái là gì, dùng là đúng người đúng việc. Tức là gì, nếu mà trước đây là gì, ông một cái ông chuyên viên dự án đấy, chuyên viên bán hàng đấy, ông ấy theo dõi từ A-Z thì dẫn đến là nhiều khi là gì, cái thời gian ông làm thì cái việc bên dưới nó không cần thiết, lắp ví. Thế mà cái ông mà mới vào làm việc mà ra trong dự án lớn này không có tin để làm việc và dẫn đến là mất uy tín. Thế thì làm được cái này thì rất là gì, trong phòng nó phát triển rất tốt về nhân sự, và cái hai là cái thu nhập ổn định cho tất cả ba anh em đấy nó rất là tốt, có cơ hội phát triển chung mọi người. Thì công ty đang có ý hướng đấy. Không cần biết chuyện gì mà tim mạnh kết quả ra. Kết quả cuối cùng là tim mạnh đây. Một người mạnh á không có đạt được doanh thu của phòng. Một cá nhân bán hàng xuất sắc không bao giờ đạt được mục tiêu của phòng, chỉ đạt được mục tiêu cá nhân. Cho nên trong tim và sale là bán tim. Chim bay nó về nó bốn khi nó đi à 400 cây số bởi vì nó bay đàn. Nó chia sẻ với con lãnh đạo đẩy con đó. Xong lùi xuống nó đẩy khác lên. Cái đó là tiến thủ mà team work với nhau thì nó bay được 400 cây số nha. Không có một chim nào bay một mình mà nó bay được 400 cây số. Không có một cá nhân nào xuất sắc đạt được mục tiêu mà ghê gớm liên tục trong tất cả các quy mà bán một mình nha. Cái này thì bài đó là con người chúng ta. Team tại những lúc mình nản nha, có lúc ông sale xuất sắc ông cũng bị nản. Ông cũng bị mất lửa, mà có team là không mất lửa. Ông này bắt lửa con kia. Ông kia đâu. Cái đứa sâu xa đấy, nhưng mà với cho anh em nhìn vào về phong thủy đúng không? Con người vận hạnh là đấy đúng không? Còn là sông có khúc người có lúc thì có mà ông làm thế. Ông có giỏi mấy cái lúc vận suy của ông rồi ông cứ tụt. Thế thì trong phòng mà kinh doanh thì ông phải biết vận được nhiều nhóm, bởi vì có nhóm này có năm nay thì sẽ đến lúc mà nó sẽ suy. Nó suy do cái vận chứ không phải do người ta lừa. Có nhiều cái đồng thời nó đến nó tạo cái vận. Thì chúng ta phải biết là thì phải biết chia sẻ cái đó ra, là chúng ta phải nhiều nhóm, thì đến cái nó về nhìn thấy không quỷ cũng là cái đấy, chứ đừng quá tập trung vào một hai nhóm thì nói em thì lúc ông ấy suy cái là thôi là tèo. Đúng á, thì con người là cũng dù buồn vui cái thời có phận tiêm nhau nó mạnh à. Nó đổi rồi, giúp cho mình để mà tìm kiếm cơ hội tích tức nha, để mình phân tích thật kỹ các nhân tố mình ra bên ngoài coi kỹ ra một lần nữa nha. Nhiều khi mình điểm mạnh á thì mình thành điểm yếu, mà điểm yếu là điểm mạnh á. Rất nhiều lần tôi đã review lại cái phân tích của các bạn từ điểm yếu trở thành điểm mạnh, có khi điểm mạnh thì nhìn lại là điểm yếu là mình nhìn không thấy à. Rồi điểm mạnh là cần duy trì và sử dụng chúng một cách triệt để, tạo đòn bẩy. Cái mình nói là công ty mình có cái điểm mạnh nhưng mà không làm đòn bẩy thì mình có ý nghĩa gì? Giờ mình ngồi liệt kê mình có nhiều điểm mạnh trong công ty nè. Điểm mạnh gì? Hàng hóa có đầy đủ không? Cái nguồn vốn, cái quy mô mình là điểm mạnh đó. Cái thương hiệu mình là có 20 năm. Nhưng mà mình có làm cho người ta biết không? Thì nãy anh Phong có nói cái mình mạnh mà mình không nè, tạo ra một cái nền tảng mà cái đòn bẩy thì cái mạnh nó để làm gì? Đó. Thấy chưa? Không biến cho tất cả cái hàng mục tiêu mình biết, thị trường mà chợ biết, lên internet nó nhận diện được. Công ty đang bán 20 năm, đối tác của bao nhiêu ông to, phân phối như vậy mà không biết cái đó thì nó đâu tạo được cho tôi điểm tựa tôi bẫy lên, mà mình có cái điểm tựa 20 năm mà mình không bẫy lên, cuối cùng mình để mạnh để làm gì? Cho nên đó là điểm yếu. Tôi nói là để người ta nghiêm túc nhìn lại đó. Rồi nguy cơ cần đưa những nguy cơ này vào trong kế hoạch nhằm đề ra những phương án phòng bị và giải quyết cho bản thân nhất. Mà nó nguy cơ rồi mà mình đưa vô thì coi chừng 11 tức là quả quản nó diễn ra là như vậy đó. Đã có nguy cơ mà đưa vô xử lý thì quả quản nó
ra ở chỗ đó, cái nhà máy đó không đó thì đưa nguy cơ vào để mình kiểm soát. Mình biết hàng tồn kho là vấn đề nguy cơ lớn thì phải đưa cái kế hoạch để xử lý hàng tồn kho và theo dõi đặt hàng hàng tồn theo từng tuần, từng tháng một, luôn luôn học và nhắc tới đó, luôn luôn coi đó là kế hoạch hàng tồn, chứ nó đã nguy cơ rồi mà lâu lâu mới nhắc lên thì làm sao đưa vô cái tổ chỉ quản lý được và lên cái phương án để xử lý. Thì có những việc cho nên phân tích SWOT doanh nghiệp lại là nghiêm túc theo dõi cái nào mạnh là làm tổ bảy, cái nào nguy cơ để quản trị nó, giám sát nó, cũng như cái khả năng mình mất một con cá mập thì đó chính là nguy cơ. Cái khả năng là mình mất đi một cái đàn lớn thì mình đưa vô cái diện mà mình phải chăm sóc đặc biệt, chăm sóc phòng lạnh luôn cái đàn đó để mình không mất, mà lỡ có mất thì cái cơ hội mình phục hồi có được không đó, thì cái quản trị nó như thế. Chứ phân tích xong mình biết rồi, biết đi làm gì, biết đi hành động rồi thì nếu cần được sửa chữa thay thế hoặc chấm dứt, có cái điểm đau đây là một ổ lấy ra thì nó hết, để đau hoài không, vậy là một là sửa được thì nó hết đau, thứ hai là mổ lấy ra và chấm dứt đó. Vậy cái điểm yếu nào cần cắt, cắt luôn, ví dụ thấy nhân viên nó yếu đó là yếu, cắt luôn thay thế luôn thì khỏi phải nhức đầu nữa, học hoài đưa push hoài cũng làm, rồi cái gì cũng không làm và làm cũng không tới, vậy thì mình đau đầu chứ, cái việc nó đã quá yếu không sửa cắt thì nó là xong. Thà một lần đau một lần lấy ra, nếu chữa lành được thì ưu tiên chữa lành đúng không các bạn, thứ hai là lấy ra, thứ ba là không quan tâm nữa là bỏ đi. Thì sao thì đó là nhìn lại nghiêm túc mình thấy là mình biết nên hành động, hành động liên quan đến nhân sự, hành động liên quan đến hàng hóa, hành động liên quan đến đối tác, hành động liên quan đến vốn, hành động liên quan đến hàng tồn kho, hành động liên quan đến vấn đề marketing, phân tích để thấy và cái nào ưu tiên làm trước, đi vô đưa vô được chưa. Rồi một nửa cơ hội thì tận dụng nhé, tại vì tận dụng đương nhiên đối thủ nó tận dụng à, xây dựng và phát triển trên nền tảng cơ hội này, cái cơ hội là phải tận dụng ngay lập tức, không tận dụng thì nó qua, thấy nó quét qua cái là phải tận dụng. Cái doanh nghiệp trên Phú Thọ đó chuyên làm về may mặc là trăng ra gói điểm, đây là tiếng gọi nha, từ dưới tầng trệt lên đến lầu cỡ gần 200 mét là hàng tồn, bế tắc hoàn toàn, một doanh nghiệp có bế tắc gọi là trói tay luôn đó. Phú Thọ ngày mai sáng nay sáng mai thì tôi ghé được Phú Thọ, nhưng mà Covid vừa nó quét qua một cái làm sao biến tất cả cái khó khăn của mình, tất cả cái bế tắc thành một cơ hội duy nhất thôi. Đó làm gì các bạn? Trung Quốc không mở cửa, không phải Trung Quốc luôn. Làm gì? Ông Bộ Y tế mình á, lên đặt cái đơn hàng làm gì? Khẩu trang, xưởng có, phải có, công nhân có, cái gì có, tháo tất cả cái thứ mình đang có để tập trung toàn bộ sản xuất khẩu trang. Hôm qua là tắt hoàn toàn nhưng mà chuyển dịch một cái là, nhưng mà nói có một đơn hàng tới thôi, ông có sản xuất khẩu trang không? Đâu thôi, doanh nghiệp tôi làm chăn ra gói điện không sản xuất khẩu trang, thì có phải là cơ hội nó quét qua mà mình từ chối một lần trong đời, còn cái cơ hội thứ hai để làm không? Thì ông mới gọi điện, thầy ơi, thầy Quang ơi, em nhận được cái tin này, em nhận được cái đơn hàng này, em giải quyết sao đây? Trời ơi, ông đưa tivi vô, ông đưa đài truyền hình Hà Nội vô, mọi thứ vô cho tôi một phát, một lần chuyển đời liền, ông trả hết 147 tỷ nợ không đi, cơ hội một lần trong đời luôn á, chứ đừng có nói nào mà hàng quá nó từ dưới đất lên tới đụng cái nóc nhà luôn, chăn ra quá điểm Phú Thọ đó, đó là những cái thứ trên đời, các cơ hội mà mình không bình tĩnh á, mình xin đâu cái là mình làm xong quay lại được, ai mà đến thì mình làm thế. Bộ Y tế đặt hàng chứ không phải là doanh nghiệp đâu, thì đó những cái thứ mà tôi nói cơ hội mà đã quét qua mình nhớ để mạnh thì mình đẩy là phải lên, đẩy mạnh lên, đẩy mạnh lên, đẩy mạnh lên, biết cái đó thành, tại vì nó có những cái này. Khi các bạn tập trung và xử lý các điểm yếu nha, thì điểm yếu vẫn còn tồn tại hoài, nó phát sinh ra. Nhưng mà tập trung vào cái điểm mạnh á, khi điểm mạnh nó lớn ra thì nó triệt tiêu điểm yếu. Ví dụ công ty mình nó chi phí nhiều là do cái dòng tiền nó bán hàng nó không đủ doanh thu thì cho mình chi phí đúng không, cái mình tập trung lên mình ship cái đó hoài mà mình quên rằng nếu có một cái việc mà mình mở rộng bán hàng nhanh, tăng lên gấp đôi, tăng gấp ba lần nhanh á, thì vấn đề chi phí cột này nè nó không làm cái gì so với cái này, tức là tập trung vào cái mạnh thì nó triệt tiêu cái yếu, còn cứ tập trung chăm chú vào cái yếu thì cái yếu khác nó phát sinh,
sửa nóc nhà chỗ này thì chỗ kia nó lủng, sửa ống nước thì chút cái điện nó hư, thì tập trung xây cái nhà mới thì cái điện nước này bỏ mất tiêu rồi. Đồng ý không các bạn? Có những chuyện nó là như vậy đó trong kinh doanh. Cho nên hồi xưa người ta nói rằng là hãy khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh. Nhưng nếu đối với tôi là khai thác điểm mạnh đến mức tận cùng của nó thì điểm yếu triệt tiêu. Để ý coi, con người mình á không có giỏi về cái đó mà mình tập trung mình phát huy cái điểm đó cho thành điểm giỏi sao được. Tập trung vào cái điểm giỏi mình nhất, mình phát huy cái đó thì cuối cùng cái điểm yếu còn lại nó mất tiêu luôn, không hay. Phân tích SWOT là nghĩa như vậy đó, tức là mình nhìn thấy nghiêm túc lại là mình ưu tiên biến tất cả cái khó nó trở thành cái lợi thế cạnh tranh của chính doanh nghiệp mình, của tại mình đẩy cái đó lên thì đối thủ nó theo không kịp, đúng không các bạn? Mình đẩy nó lên nữa là mình đi trước. Đã có sản phẩm rồi, mình đi tốc độ về truyền thông, mình đi tốc độ về đưa nó lên trên YouTube thì mấy bốt mấy ông kia đâu có đi kịp. Ông muốn đi thì phải có sản phẩm tốt, rồi ông cũng chuẩn bị nữa, ông có cái thời gian ông tới bằng mình thì mình đi tốt kia đâu. Cái bước thứ ba là như vậy đó các bạn. Đây rồi mình đây, điểm mạnh từ góc nhìn doanh nghiệp, điểm mạnh từ khách hàng, điểm mạnh từ góc nhìn của đối thủ. Mấy ông đối thủ đánh giá mình, ông nhìn mình mạnh sao chứ, phải không? Phải thấy đối thủ đánh giá mình mạnh cái gì nữa cả. Rồi góc nhìn từ khách hàng, mình ra ngoài thị trường nói chuyện với khách hàng đó, người ta đánh giá mình mạnh cái gì đó. Còn tự mình đánh giá nó là một cái sai sai lệch. Mà ba cái góc nhìn nó giống nhau mình thấy là cái hay lắm. Thì nếu từ góc nhìn doanh nghiệp, từ góc nhìn cái này mà từ đối thủ. Cơ hội cũng thách thức nè, từ góc nhìn của doanh nghiệp cũng vậy. Cho nên điểm mạnh điểm yếu thì phải có ba góc nhìn nó mới chuẩn được. Nhìn cùng lúc nhìn. Khách hàng nhìn, mình nhìn, đối thủ nhìn. Tiến bắt đầu phối vô ba trận, sắp xin dụng bên ngoài đâu, điểm mạnh nè, cơ hội. Công ty mình có cái mạnh, nó có cái cơ hội thì nó chọn ra cái phù hợp để mình làm, cho mình mạnh dạng mình làm. Nó vừa có cơ hội mà mình vừa có cái đó, mình đẩy bao nhiêu tiền cũng đầu tư. Lúc đó đồng tiền này trở thành đồng tiền đầu tư, chắc chắn nó quay lại về. Còn có cơ hội mà mình không có điểm mạnh á, là mình lấy gì mình đầu tư? Còn mình có điểm mạnh mà cơ hội thị trường chưa có nhu cầu mình đầu tư, tức không có sức mua. Hai cái điểm gặp nhau này nha. Chúng ta có điểm mạnh, thị trường có cơ hội, thị trường có sẵn sàng có sức mua, tức là mình đầu tư, mình sắp hai cái này lại, mình đẩy lên, đẩy con người, đẩy tiền, đẩy marketing lên. Là ngày mai á, đơn hàng nó quay về liền thì dòng tiền nó chạy, là dòng tiền dư. Mà một trong hai cái này nó không có, mình có đầu tư nó đâu có kết quả. Thấy không? Nhiều khi công ty mình đầu tư mà hai cái này cùng lúc không có luôn, thế mạnh không có, thị trường không có, mình bỏ tiền ra mình làm mình thua rồi, cái đó là chết á, cái đó là gọi là chi phí. Giữa chi phí đầu tư nó khác nhau như nào các bạn? Chi phí là bỏ ra mà không có cơ hội quay về, đầu tư là bỏ ra mà chắc chắn có cơ hội quay về, ít hay nhiều đều có quay về đó, cái đó là đầu tư. Đó, tăng thêm nhân sự xuống đó, tăng thêm chi phí marketing cái tình yêu đó, tăng thêm cái gì giá trị gì cái cùng đó, là có cái đơn hàng bây giờ đó, cái điểm đó thì đó chính là ma trận kết hợp đó các bạn. Đó. Đây là cái mà để mình tham khảo đi tiếp nha. Tiếp hôm qua tôi nói cho bạn rồi, cái vùng thất bại của doanh nghiệp và vùng thành công là nằm chỗ nào, coi kỹ lần nữa ha, cái này nó rất là quan trọng luôn nè, giúp cái vùng thành công là cái vùng này nè, màu xanh gọi là lợi điểm khác biệt rõ ràng và đáp ứng nhu cầu tốt hơn đối thủ nè. Lĩnh vực doanh nghiệp mình khoanh ví dụ một vòng tròn, lĩnh vực doanh nghiệp mình làm tốt, ở đây là khách hàng cần và ở đây là đối thủ làm, mà cái mà đối thủ giới không tới, khách hàng có nhu cầu mà mình làm tốt thì dùng này dùng lợi thế. Nhưng mà mình nhìn thấy cái dùng lợi thế của mình đó thì mình phải biến cái vùng lợi thế đó ở mức cao nhất, thí dụ nãy nói là 61% á, mà sáng nhớ các bạn sáng không, đối thủ nó chưa có giới tới mà vùng đó có nhu cầu thì mình đẩy cái vùng đó cao lên mức cao nhất 81% luôn, thì đó là vùng xanh của mình á.
cái vùng đó là vùng mà doanh nghiệp mình bỏ ra ít chi phí nhất mà lợi nhuận cao nhất, đó là vùng màu xanh. Vậy các bạn có mãi dự án đầu tư vô cái vùng đó, nhân viên chăm sóc nhiều hơn, chính sách nhiều hơn, làm gì nhiều hơn để khai thác triệt để cái vùng đó, thì đó là một lợi điểm. Điểm thứ hai, cái vùng mà vùng chết á là đối thủ đáp ứng được, người tiêu dùng có nhu cầu luôn, và doanh nghiệp nào giới không tới, mình giới tới đây nè, cái vùng này mình giới không tới nè, nhân sự không có, nhà phân phối cũng không có, đại lý cũng không có, thì vùng này đối thủ làm tốt thì là vùng lợi điểm của đối thủ, thì đối thủ trở nên chiếm thị phần cao nhất trong cái khu vực đó. Chứ còn gì, mấy ông giám đốc vùng làm gì, mấy ông trưởng khu vực làm gì, là ông nhìn thấy từng cái điểm bán hàng, từng cái đại lý, từng cái đối thủ trong cái khu vực đó, ông đưa thông tin về, chúng ta tổng hợp, chúng ta lập kế hoạch. Kế hoạch này gọi là kế hoạch tác nghiệp, là cách mình hành động trên từng thị trường đó. Nhưng mà thị trường máu lửa là thị trường đổ máu nè, thị trường này nè, trên mỏi nè, màu vàng nè, đối thủ nó dính như đây, mình cũng dính vô, khách hàng cũng có, thì dùng này gọi là đại dương đỏ, máu nè, máu nhờ tới thương hải là đây nè. Bọc bán được một sản phẩm tốn rất nhiều chi phí, cạnh tranh về giá, cạnh tranh về chính sách, cạnh tranh về con người, cạnh tranh về đủ thứ mọi thứ, thì đó là bán không có lãi. VinFast, VinSmart á, ở lộn VinMart á, bán được một đồng doanh thu tốn 2 đồng chi phí, bán được 100 tỷ tốn 200 tỷ, bán được một đồng doanh thu tốn 2 đồng chi phí. Bởi vì thị trường đó là mình bán được thì mình cạnh tranh cực kỳ khốc liệt với tất cả các ông bán lẻ, đồng ý không? Thì chỗ đó là mình máu nhiều bớt như nãy chứ còn gì. Vậy mình kinh doanh như đó, mình cuối cùng mình thấy doanh thu mình tăng, cuối cùng không có đồng lãi nào, mình cái nguồn lực mình nó bị suy giảm. Vậy nhảy vô đó làm gì? Thấy không? Đó chính vì cái điểm đó cho nên mình phải kinh doanh là gì? Là sát thực với thị trường, trả lời 3 câu hỏi: thị trường đó có nhu cầu không? Có đối thủ mạnh trong đó hay không? Và có nên vào trong đó hay rút ra? Cuộc chơi mình là nhảy vô đó hay rút ra, mình đi qua thị trường khác để mình làm thật tốt. Còn cuối cùng, còn một cái nữa là dùng này qua an toàn, là dùng thất bại luôn, là dùng không quan tâm này, vậy nè, là khách hàng nó tới đây thôi, đối thủ nhảy vô, công ty mình nhảy vô mà không hề có khách hàng, làm đá rồi cũng buồn, không có thị trường. Thấy có một sơ đồ vừa hay đó, toàn bộ chiến lược nằm đây đó các bạn. Vậy vậy, tại vì kinh doanh là lấy khách hàng là trọng tâm. Cái máy á, thí dụ mình nói cái máy, đặt cái máy này nè, mình thấy có một vài người tiêu dùng có không, có qua có lại mua, bắt đầu nhảy vô mình cung cấp, mới thấy có mấy người thôi. Đây là người tiêu dùng nó cầm tới đây thôi, tới màu xanh này, mà cái khúc này không có, sẽ mình đặt cái máy đây, cái đối thủ vô đặt cái máy mà nhu cầu nhiều xíu rồi, có 100 người mà có 2 người dùng thôi nha, mới tạo ra cái 2 người dùng, mình cũng đặt máy, đối thủ cũng đặt máy vô luôn, cái cạnh tranh về giá thuê, cạnh tranh về chi phí, cạnh tranh về mọi thứ, và cuối cùng không có người mua. Thì cuộc có phải thất bại không? Mình thất bại là đối thủ thất bại luôn, chứ đâu có tình nhãn đâu. Đó, mình thấy được cái chỗ đó tự nhiên mình biết là mình điều chỉnh cái gì đâu. Mình điểm quan trọng làm chung này. Một bản này nó giúp chúng ta làm thấy được mọi thứ có một bản. Giờ các bạn hỏi thì giải đáp các bạn đi. Muốn nhiều. Vậy thì muốn 23%. Hai công ty muốn bao nhiêu phần trăm thì ra được cái đơn vị bán hàng trên một cửa hàng, ra được đại lý, ra được thị trường. Cái này mới là bếp nha, còn đèn bàn, đèn dân dụng và mọi thứ. Bạn tính được market xa trước, sau đó đưa cái mục tiêu mong muốn, và mục tiêu mong muốn mới giải tới bao nhiêu đại lý cần, bao nhiêu nhà phân phối, đại lý, sau đó tới đơn vị bán hàng là SKU vô, và cuối cùng nhân sự vô, ráp vô, bật xong. Nó giống như quân cờ vậy đó, không có khác gì trên bàn cờ. Muốn thắng thì đi xe, đi pháo, đi mã. Bên kia đi xe pháo mã, mình đi xe pháo mã. Nhưng cuối cùng tại sao mình vẫn thắng? Bên kia cũng có nhân sự, bên kia cũng có sản phẩm, bên kia cũng có kho hàng, bên kia cũng có nhà phân phối. Nhưng mà mình muốn 35% thị trường thì mình cần làm gì? Mình muốn 25% thị trường mình cần làm gì? Tức là mình tăng cường sản phẩm hay mình tăng cường con người. Trong một cái cửa hàng như vậy, cửa hàng bán mũ tồn á, nó có cái không gian trưng bày như vậy nè.
mình muốn tăng thị phần thì mình tăng cái độ chiếm của cái cửa hàng đó lên, mình đưa nhiều sản phẩm vô thì cái cơ hội mình trưng bày được nhiều, cái đó là trade marketing. Mình trưng bày nhiều thì người ta vô, người ta có cơ hội, ta bóc cái sản phẩm mình nhiều, ông chủ có cơ hội giới thiệu sản phẩm mình nhiều. Còn mình đưa cho cái hai cái mặt hàng, trong khi cái quầy kệ nó bán 50-100 cái, mình đưa hai mặt hàng thì cái tỷ trọng của mình á trên một cửa hàng quá thấp đi. Cái mình đi rải mỗi cửa hàng hai mặt, mỗi cửa hàng hai mặt, mình rải khắp cái thành phố Hà Nội này rồi mình đi quản lý sao được, mình chăm sóc được. Cho nên mình tập trung phủ sâu, phủ dày, phủ kinh mỗi một cửa hàng, phủ 50% hàng hóa mình lên trên đó thì xong, chăm sóc thật là kỹ nữa là xong, chiến lược bán hàng ráp vô nữa, ví dụ như vậy. Cho nên mình phải tính ra từng cái đơn vị bán một, từng cái nhà phân phối một, từng cái đại lý một thì mới ra được cái 35% trên thị trường 10.000 tỷ là 3.000 tỷ cái đồng lét mình muốn. Tôi làm cái marketing, cái chỉ tiêu cho đằng lấy là 45% thị phần đó các bạn. Tức là 4.500 tỷ á, riêng đằng lấy thôi. Chứ phải tính từng đơn vị một, từng cửa hàng một, từng cái đại lý là một, chứ không phải là rồi nó bán bao nhiêu mã trên cái ví dụ như một đại lý đó một tháng nó bán 100 triệu thì mình tính luôn, nó bán bao nhiêu mã. Chứ không phải 100 triệu là cục, không biết nó bán cái mã nào, mình sao biết mình chăm sóc, xong mình đưa vô, chính xác. Trade marketing là giúp giải quyết hàng hóa có mặt tại cửa hàng, xuất hiện rõ ràng cho khách hàng nhìn thấy, và khi tạo ra một chương trình thì sản phẩm được kích hoạt đẩy lên tới người tiêu dùng. Cái điểm đúng không? Trade marketing là đặc biệt phải làm nhiều lắm. Mấy bốt nó còn cái chỗ trade marketing bán hiệu mình có không? Mấy bốt mình lựa những cái điểm mà mấu chốt, giống như gọi là khách hàng đã nhớ cái bài Sony không? Ở cái thành phố đó, ở cái thị xã đó phải có xuất hiện một cái thương hiệu của mình ở bên ngoài cái bảng hiệu để tạo cái sự dẫn dắt. Vậy mình có bao nhiêu bảng hiệu rồi, bao nhiêu cái shop size nó nói lên cái phụ tùng mình có mặt tại cái khu vực đó rồi, mà ngay cái cửa hàng trọng điểm luôn, ngay cái chợ mà cái chợ quan trọng luôn, đầu chợ có cái bảng hiệu, cuối chợ có bảng hiệu, ngay cái cửa hàng lớn nhất mình có cái bảng hiệu, tên thương hiệu của cái phụ tùng mình đang bán có. Đó là trade marketing, vô quầy kệ có cái thương hiệu mình trong đó chưa. Còn bây giờ mình bán tới đại lý xong mình dừng lại, đại lý tự xử mình sao được, có ai mà đi quảng cáo sản phẩm mình đâu. Sản phẩm đầu người ta mua, người ta hỏi thì đại lý nó bán, thì cuối cùng mình bị động rồi. Tức là sản phẩm tới được chỗ cửa hàng mà nó không kích hoạt được dòng chảy của nó, không ai tạo áp lực cho nó ra. Còn mình có bảng hiệu, mình có điểm bán quầy kệ, mình có cái dấu hiệu nhận biết thì khách hàng là áp lực cho đại lý bán ra. Vậy mình nhẹ cái chi phí chứ không, nhẹ cái chi phí của thanh toán công nợ, nhẹ cái chi phí tồn kho. Cho nên đầu tư nó không phải nằm ở điểm là lúc nào cũng chăm chú vô cái chỗ kia đâu, cắt giảm chiếc cân độc mà anh nằm ở chỗ tạo ra thị trường đó. Cái đó lực đẩy á, rồi lực kéo nữa. Và thấy không, kinh doanh nó dễ nhớ, kết hợp marketing là cho bạn. Trên một trong những cái thành công để từ khi tôi làm cho bạn Panasonic, đây là mới đó nha, cái kế hoạch này Panasonic là mới đây, chứ không phải là 2018. Chứ không phải là phân tích là rồi. Còn ai hỏi mấy này ta, còn hỏi gì tôi nói thêm, không có thêm, không có gì tiếp ạ. Tôi chỉ cái cách mà hỏi chi tiết, tôi chỉ chi tiết của nó. Đây liên quan đến kiểu tiêu thụ phối bán lẻ này. Đánh giá bạn kia cái thông số mà thầy đang lấy rồi. Trên cái nhà đơn bán lẻ với căn hộ villa thầy đánh giá ở trên thực tế là họ đã đưa ra. Đúng rồi. Thì con số này nó mới là con số quyết định. Đúng rồi, chính xác. Tính tình cái đó là cái này mất. Nhưng mà em chưa thấy cái tính quay vòng của sản phẩm. Cái bản này em không thấy tính quay vòng. Chưa, nó đâu thì được. Thì mới lên con số tóm tắt định ra được cái market size đó. Bởi vì đến sang năm mà cái số lượng này tồn kho thì bán hết thì không, mà không có sự hỏng nữa, thì đèn này thường nó là rất tốt tốt. Rất tốt thì cái sự thay đổi đó lại rất ít. Ví dụ như 3 năm nó hư, 2 năm nó hư thì vậy. Ở đây như cái này là đang lắp đặt trong một. Và bao nhiêu phần trăm nó hư nữa? Okay. Chưa được chính xác. Nhưng mà cái khó là phân tích cái chỗ này là tôi chỉ cần biết vậy nè. Anh Tân anh giao xuống cho tổ kinh doanh 1, nhóm kinh doanh 1 năm 2021 tăng 15%. Team 1 á, team 2 tăng 20%. Team 3 tăng 10%. Team 4 tăng 40%.
tức là chỉ tiêu, đúng không? Vậy mình hỏi là 15% đến từ đâu? Mình có gì gì? Bạn có khả năng phát triển thêm được bao nhiêu phần trăm cho thị trường A, thị trường B, thị trường C và thị trường D? Đó là mình nhận được cái lượng đề bài, còn giải đề bài là do các bạn kinh doanh chứ đâu phải 100% đâu vậy. Vậy thị trường A cần làm gì để tăng lên 2%, thị trường B cần gì để tăng 3%, thị trường C tăng lên 5%, thị trường này đứng yên giữ nguyên luôn, cộng lại bên sau nó tăng lên 15% thôi, đó là bạn giải. Vậy bạn giải cái nắp trên thị trường không? Nắp trên thị trường đó bạn, rồi bạn có thể tăng doanh thu bao nhiêu phần trăm nếu chỉ bán các sản phẩm hiện tại maximum luôn, đẩy toàn bộ sản phẩm hiện tại ra thì tăng được bao nhiêu phần trăm? Tăng 10%, đẩy thêm sản phẩm mới tăng 5% nữa, hoặc đẩy thêm sản phẩm mới tăng được 3%, à bây giờ còn 2% thiếu nằm ở đâu? Thị trường mới, sản phẩm cũ mà bán vào thị trường mới, còn sản phẩm cũ tăng lên trên thị trường cũ, rồi sản phẩm mới trên thị trường cũ hay sản phẩm mới cho một thị trường mới. Thì đó là lời giải từ các bạn, chứ còn gì ở chân cờ chân giải chân sao? Ồ, mình có 200-300 tỷ, 30-40 tỷ một team, ví dụ vậy. Mình ở ba số nhất, mình lãnh một cái team 3.000 tỷ, một ông giám đốc 3.000 tỷ, ông kia 6.000 tỷ, ông kia 10.000 tỷ, bây giờ bể cái não luôn á, không hả? Mà vô trả lời số liệu chính xác luôn á, trời ơi mấy ông giám đốc kinh doanh trả lời số liệu từng con số một, một ngày mấy ông giám đốc kinh doanh cũng bái cũng luôn á, ông trả lời con số rất cho nên mấy dịch nó hỏi bạn biết là bạn làm gì cái dịch một lần đi, nó hỏi giả mang truy vấn tới nơi đến chốn luôn. Hồi nãy nói Hương đó là nửa tiếng, anh Nhật nói 2 tiếng, tôi là chuyên gia đâu mà nó không hỏi cùng cùng bể đảo đường nữa, tôi không hỏi mấy thằng kinh doanh số liệu mình, ông hỏi ê nãy giống như em nãy mà hỏi thầy đấy, ê tại sao mày lấy 500 đô trên một đầu cái nhà này, số liệu ở đâu? Vậy Philip nó bán vô nhiều, hoặc có bóng đèn của Đức Australia nó bán vô nhiều, bà nào bán vô nhiều, nó hỏi chi tiết, bà nó hỏi 2 tiếng luôn chứ không phải nó hỏi chỉ có nửa tiếng giống gì mình nhẹ nhàng đâu. Cho nên một người kinh doanh ở đây họ nắm chi tiết kỹ lắm các bạn đó, cho nên họ quản lý được 3.000 tỷ vậy bạn, quản lý 6.000 tỷ chứ, quản lý được 10.000 tỷ chứ, bà nào số liệu nó bán mấy chục ngàn tỷ mà. Thấy điều này chưa vậy? Cho nên kinh doanh đó mình hỏi nè, mở ra tăng doanh thu bao nhiêu rồi? Thị trường mới có tiềm năng đem lại doanh thu bao nhiêu so với sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới đó? Có 3 canh không? Sản phẩm mới cho thị trường mới, sản phẩm mới cho thị trường cũ và sản phẩm cũ cho thị trường mới, qua sản phẩm cũ cho thị trường cũ. Đó là cái ma trận phối lợi trong kinh doanh. Vậy mới lập chiến lược á. Thì bán nó làm vậy đó, chơi đi. Càng giải nó càng giỏi nha. Toán học đó, càng giải nó càng giỏi không? Kinh doanh càng làm là càng giỏi. Đừng có ngại thôi. Năm nay mình giải, mình xong giải tiếp, mình giải, càng giải mình càng nắm thị trường, mình càng giỏi. Đó là trời, đưa đề bài xuống anh em giải tiếp giải vụ chứ, chứ ông giải mình không nhận được anh tân xong với ông rồi không tự giải à? Tân bác bây giờ cái này là đang phần lấy tân với ông được rồi là giải vụ ông ơi, một cái phần cái này bây giờ tân phá là đang rồi anh tân lên với ông được giải đưa con số xuống nhận thôi chứ phân tích được hết. Nè, bên đây là smartphone á, làm nhiều. Bên đây là dưới năm, tức là mỗi một phân khúc thì coi đối thủ nào rồi mình tăng được phân khúc này, mình tăng phân khúc này để biết chiến lược mình tung ra điện thoại gì làm sao đó, cái mẫu nào đó. Thiên phân đó. Vậy cái điện thoại smartphone á, gì V Smart á, mình đánh khúc nào, đụng đối thủ nào, quánh vô thị trường nào, khúc nào, đối thủ nào và thị trường nào, bây giờ chứ nó tung cái điện thoại ra thành công được đâu. Không, kinh doanh nó chi tiết là rất là chi tiết. Yeah.
các cụ ở đấy thấy đang cháo mình đổ nước vào hút là dễ bị thế không? À, đã chiến lược không? Thì chiến lược nhiều công quan. Cái kia rồi nè, tiếp tục nhiều công quan, đối phó với công quan. Rồi, như thế nào? Thì câu hỏi là ra công quan là gì? Đầu tiên là sức mua giảm, cạnh tranh không liệt, giảm giá. Ủa, có nhiều, càng giảm giá càng chết. Đã sức mua giảm mà càng giảm thì càng chết, thì còn gì nữa? Rồi, doanh số sụt giảm, rồi khi đó là lợi nhuận cắt giảm, chi phí, nhân sự cắt giảm, áp lực, phải bán bất cứ cái gì đó. Bắn gói, bắn combo, bắn kiểu gì đó. Nhưng mà giảm giá là cuối cùng là dở. Tự nhiên cái khách sạn đang phòng làm chuyện mốt giảm còn 500 ngàn, thì sao vẫn vận hành được? Tại sao mình không bán vậy? Thí dụ nói chuyện một cách đơn giản thôi, mình còn tư duy vậy nè, vẫn giữ nguyên chuyện mốt. Nhưng mà tôi bán cho anh hai người thanh toán người, công chuyện nó khác hơn các bạn. Khác không? Giờ mình hỏi nè, mình bán một người, mình thu có 500 ngàn nè, hoặc mình bán 600 ngàn, mình thu có mình là có 600 ngàn, đúng 600 ngàn không? Nhưng giờ mình bán 1 triệu mốt, mình thu được 1 triệu mốt, nhưng mà nó có 2 người vô, thì mình khai thác được 2 người, mình chỉ thu 1 triệu mốt á. Đó, cái đó đang thêm các dịch vụ gia tăng trên 2 người sử dụng đó. Đó là cái chuyện đó, chứ đừng có nói hồi cũng bán là cứ đè vô mà giảm, các hồi là tất cả cũng chết. Đó, điểm đó mình điểm suy nghĩ. Tôi thấy là cái đó là cái chiến lược mà Mừng Thanh làm, là cứ cắt giảm là cuối cùng phải chăng? Đâu cắt giảm được, giữ nguyên giá đó mà offer đi. Kể cả đến mức độ nữa là ở đó được cái voucher, mình muốn ở tiếp, được miễn phí nữa. Thí dụ vậy, mọi thứ thì cái việc đó là chúng ta xem trong cái thời vụ quan có cái cách làm khác nè. Bây giờ mình đặt mục tiêu, cái thứ năm là mình đặt mục tiêu, đặt mục tiêu cụ thể cho ngân hàng. Rồi đây là các bạn đã nói là quay trở lại ha, kết hợp được thông tin thu thập từ 4 bước trên, bạn hoàn toàn đặt ra được mục tiêu thực tế. Và mục tiêu này là con số cụ thể trong khoảng thời gian nhất định, thì bây giờ tháng quý chia ra và chia theo nhân viên bán hàng, thì nó tránh đặt mục tiêu viễn vông và không thực tế. Ông A này ông đang bán hàng tốt, ông đạt được tháng là 1 tỷ. Cái giờ mình đặt cho ông A này tháng lên tỷ rưỡi, tăng 50%, có được không? Rồng B, ông đang bán 600 triệu, giờ mình đặt cho ông lên cũng y công thức là 1.5 lần, gì giờ lên mấy trăm? 900. Có thực tế không? Tại vì tỷ mà lên tỷ rưỡi khác với 600 lên 900 nha. Cái nhỏ lên dễ dàng, cái lớn là khó lắm. Chứ mình lấy cái công thức trung bình là mình tăng 50%, tăng 30% cánh điều ra, vậy nó đâu có khó với ông A bất công. Nhưng đó ông B là có khả năng đạt được, nhưng mà đối với ông C thì bất lực luôn. Thì cái đó là quay trở lại mục tiêu, nó mới gọi là smart và khả thi. Hồi xưa sếp tôi mà đưa tôi cũng mặc biệt à, tại vì trước khi làm tôi cũng làm bán hàng, tôi cũng làm cái gì, tôi cũng mặc biệt à, anh đừng có cào bằng đâu, tiêm đưa cho em được cái thị trường em là có điều kiện không, đối thủ cạnh tranh mạnh à, marketing chưa có hỗ trợ nè, anh đưa cho em 30%, làm sao làm được? Vậy anh có hỗ trợ không? Cái ông kia bên kia thị trường nó có sẵn, anh đưa 30% gì, anh phải đưa 50%. Anh xe của em ra, anh cắt bớt của em 20%, đưa vào cho ông kia thì được. Cái điểm đó mình là mục tiêu đó các bạn. Cái đó phải cực kỳ xác thực á. Cái này thực tế luôn á. Tôi từng là một người bán hàng, cũng từng là một người quản lý team, và cũng cuối cùng là lên ngồi cái ghế phó tổng các bạn. Thì tôi cũng vậy đó, tôi cũng bị áp lực này. Tôi cũng đặt mục tiêu và đặt ngược lại câu hỏi ra, để phản biện cùng trao đổi để ra được cái kế hoạch kinh doanh bằng con số rất là cụ thể cho thị trường, cụ thể cho khách hàng và cụ thể cho từng nhân viên. Và cuối cùng nữa để hỗ trợ, bây giờ tao cho mày thêm 30%, nhưng mà tao sẽ có hỗ trợ, mày đồng ý không? Hỗ trợ 1, 2, 3, bao gồm những gì này, còn kia nó tăng theo nguyên lý tự nhiên lên 15%, nhưng mà không có hỗ trợ. Vậy mình muốn cái nào? Mình muốn 15%, tao đảo vị trí cho mày luôn, mình chuyển qua vị trí cho tao bóc học đâu vào cái chuyện này, đồng ý không? Mình cho người ta sự lựa chọn. Cái thằng giỏi đi tới chỗ nào đó cũng làm được nha, với điều kiện mình có cái sòng bản là thị trường mới, tao sẽ hỗ trợ như vậy mà bóc qua mà làm được là có vấn đề, tại vì thị trường cũ là mày hên á, chứ không phải mày giỏi đâu. Phải phân biệt một người giỏi là
chỗ cũ làm tốt, đẩy qua chỗ mới vẫn làm tốt mới là người giỏi. Tôi chừng tính giá nhầm mà. Hồi trước có ông hỏi tôi là thầy, hỏi vậy nè, hồi xưa thầy bán sản phẩm điện tử Panasonic, tại sao thầy qua thầy làm sân nếp bông được? Dạ, tất cả trên thế gian thầy bán cái gì cũng được, trong đầu có kiến thức, có sự tự tin và có kinh nghiệm thì bán sơn hay bán điện tử cũng xong à, đúng không bạn? Mình bắt ủ tụng được, mình nhảy qua mình xin cái team của chị Hương ơi cho em đi bán dầu thử, bán được không được? Cũng lấy kiến thức kinh doanh ra, lấy sản phẩm ra, lấy chứ nói bán dầu được, vậy bữa qua bán ủ tụng cũng được là sao? Phải bán được tất cả. Mốt xuống bán được cái giải pháp về phần mềm giống như anh thì mới đưa ra cũng phải bán được. Thì nhân viên nó giỏi thiệt lắm. Chỉ bán dầu được qua bán bán tụng tụng được sao? Thưa và vượt qua năm nay và sang năm thì sẽ thôi cái đó bút gửi đi cho mình. Cho một nhà phân phối của Hyundai đọc chi tiết về doanh thu bao nhiêu, số liệu con người ngân sách đánh giá thì nó có sự cái là tham khảo thêm. Chúng ta học phải bán xe hơi nhưng mà chúng ta tham khảo giờ vô thì thôi, một số cho đẹp đẹp như cái quạt kia đó. Bọn nào bọn nào khai nào bọn nào bắt đầu chương trình nhân viên ráp vô bán thị trường nào. Ok rồi, cái thứ sau là phát triển chiến lược định vị. Chiến lược định vị trả lời câu hỏi như sau nè. Một số câu hỏi cần trả lời khi chiến lược định vị là cơ hội bán hàng cho dòng sản phẩm khác nhau. Cho các dòng sản phẩm khác nhau á, tức là gì? Cái bình này là 500, bình 200, 500, triệu, hay nhiều. Các dòng sản phẩm khác nhau. Cơ hội bán hàng ở các thị trường khác nhau. Dòng sản phẩm khác nhau trên thị trường và các thị trường khác nhau nha. Các công ty cũng có cùng số lượng khách hàng tiềm năng thì sau đây làm sao khác biệt? Khác biệt cái nào? Ví dụ nãy tôi nói một điểm bán khác biệt là tới cái điểm bán đó nó cũng có sản phẩm trưng bày nhưng nó mới được cái chữ duy nhất là đó là availability, là sản phẩm chỉ có trong cửa hàng nhưng mà nó không có visibility. Hai chữ này là ăn tiền nè. Người ta nói là sản phẩm phải có mặt nơi bán và sản phẩm phải trường cái mặt ra cho người tiêu dùng nhìn thấy mới tạo ra động lực mua. Chúng ta làm cái việc kinh doanh mới cho sản phẩm vô tới cửa hàng nhưng chúng ta không làm cho sản phẩm mình trường cái mặt ra, chúng ta mất 50% cơ hội rồi. Thấy không? Có ra không? Vậy muốn trường cái mặt mình ra cho khách hàng nhìn thấy thì mình phải làm cái gì? Tại cái bán đó, tại cái cửa hàng phụ tùng đó. Các bạn hiểu không? Ngay chỗ người ta ngồi chờ có cái xuất hiện cái logo mình đó không? Ở bên ngoài có cái bạn hiểu nhìn thấy không? Bên trong có cái hộp đèn nhỏ nhỏ không? Ngay ngoài kệ có logo mình không? Tất tần tật. Cái kệ brochure mình có không? Thông tin có không? Không có. Vậy mình mới có mặt thôi chứ mình đâu có nhìn cho người ta nhìn thấy. Đó. Vậy cái chiến lược ban đầu nè, tăng cường bán hàng trên các điểm bán hiện hữu, đó là chiến lược. Hành động cần thiết là gì? Là phải tăng cường nhận diện tại điểm đó, bao gồm bảng hiệu, bao gồm quầy kế, bao gồm cái catalog hay bao gồm cái gì nữa thì đó là hành động. Còn chiến lược là tăng cường bán hàng trên khách hàng hiện hữu, là 200 khách hàng hiện hữu hay 500 khách hàng hiện hữu chứ không đi mở thị trường mới. Rồi tiếp tục tăng cường sự chăm sóc của nhân viên bán hàng tần suất trên một cửa hàng, là gửi thêm thông tin catalog cho ông chủ, gửi thêm những thông tin hướng dẫn cho ông chủ, tương tác với ông chủ qua Zalo, tương tác qua cái điểm này điểm kia ông, chứ không phải gặp đến cửa hàng nó thường xuyên. Tại vì mình có tới mấy trăm khách hàng mình không đi gặp thường xuyên, mình tăng cái tính hiện diện của mình đối với ông chủ. Điểm thứ tư thì tăng cường cái lực hấp dẫn cho người tiêu dùng để mua cái sản phẩm của mình nữa, đó là push, đó là ra các chương trình bia kèm lạc, bánh mì kèm cái gì đó, đó là chương trình khuyến mãi, thấy không? Đó, hành động nó nằm gì các bạn? Chứ mình nói chiến lược mà nó có hành động đi kèm để thực thi chiến lược là chiến lược chết queo rồi. Đó, nó nằm gì như vậy đó. Nếu mình có một nhà phân phối đó, cái mình đến đó mình làm gì nhà phân phối? Nhà phân phối say yes. Cái mình không làm một việc nữa, đó là mình giúp nhà phân phối mình ra hàng được với đại lý. Tới nhà phân phối xong gì? Tại mình nhà phân phối lớn, mình sẽ có nhà phân phối ở tỉnh.
xong mình phải giúp cho nhà phân phối ra hàng được ở các đại lý bên chân rít bên dưới nữa mới thành công. Thì đó là đầu tư con người. Chi phí con người kết hợp với nhà phân phối ở đó để ra được toàn bộ chân rít bên dưới thì mình mới thành công. Thì đó chính là thực thi nữa. Như vậy cái chiến lược thực thi, cái chiến thuật á, cái tactics thực thi nó có rất nhiều loại hình khác nhau, quan trọng là mình hiểu. À, đúng không? Thì chiến lược là chăm sóc khách hàng cũ, tăng cường doanh thu bán hàng lên. Thì nó hiện hữu bằng mấy cái chiến thuật như sau: là tăng cường cái mẫu hàng mình gọi là SKU á, nó nằm trên quầy kệ người ta nhiều hơn. Trên mỗi đơn hàng á, là mình tăng cái doanh thu lên là một, tăng tính trưng bày là hai, tăng tính hiện hữu bằng nhận diện là ba, tăng cường bằng lực mua là bốn, tăng cường tính chăm sóc mình với đại lý là năm, tăng cường nhân viên bán hàng hỗ trợ đại lý xuống bên dưới nữa, nhồng mới bên dưới là 6. Tức là có nhiều cái mình chơi để mình giúp đạt được kết quả cuối cùng là doanh thu bán hàng trên một đại lý cũ tăng lên trên tuần, trên tháng, trên quý. Cái đó là chính là những anh quản lý là người Excel. Thì nó đúng như cái từ nào, cũng sâu nè, cũng dày nè, cũng kín nè. Chỉ luôn cho nhà bán lẻ lên các cái vùng hay là đã giao rồi thôi, đảm rõ thị trường rồi. Và chỉ có cho anh em bán lẻ lên các cái vùng tiếp không, hay là vẫn hay là giao rồi giá luôn đảm thị trường. Có trọng tiền. Thì sao chứ? Ví dụ như là ví dụ như cái dầu của em nhé, em chỉ được phân phối độc quyền ở trên. Vì hiện tại tôi bán được bao nhiêu, thì cuối cùng đó mình đặt những câu hỏi ra tự nhiên mà mình hỏi á, không phải là giám đốc kinh doanh này là trưởng phòng đâu, hỏi nhân viên á. Có phải ai cách lập kế hoạch mà top down rồi bottom up, bóc ông nhân viên ra đặt câu hỏi này cho ông để mà trả lời chúng ta đi, để đạt được tỷ, ở đâu đạt tỷ, sao mà mình biết rồi, khách hàng mình biết rồi, thị trường cũng trả lời đi, rồi ta cần hỗ trợ gì để đạt được tỷ hết. Đi từ dưới lên mình nhìn xuống mình biết mình cái chỗ nào mình thiếu bổ sung vô rồi mình hợp ra những vấn đề nhanh, chứ mình chi doanh thu xuống dưới cũng không được. Không trả câu hỏi này nè, để nhân viên trả lời. Tôi làm cái nước ngoài mấy ông, tôi để tất cả mấy ông nó bắt lại từ tất cả nhân viên trả lời. Thì xin tôi làm đầu tiên là nhân viên kinh doanh trước, trả lời từng sản phẩm. Trả lời được thì mình mới lập được cái con số, rồi mình lập được cái đề xuất cần làm. Cho nên là người ta mới giải được cái bài toán là cái khó của người ta. Công ty nguồn lực nó vậy đó, vậy tự giải rồi. Cái bàn cờ nó có mấy con mà mày kêu nó chế ra con xe nữa, mày bị bắt con xe rồi. Thì mày quánh cái con còn lại trên bàn cờ đó, chứ mày chế ra con xe sao tao chế được. Tức là doanh nghiệp mình có cái nguồn lực như đó thôi. Mà giải trên cái bàn cờ nó có, cái mọc cơm nó như đó ăn cho nó no, nhưng mình kêu chế ra thêm nữa, được không? Thì nhân viên nó phải động não chứ. Ở mỗi cấp thì phải động não để nó ra được cái bài toán chung. Đừng có động não thay. Mình thích là thấy là ông nhân viên nó nghĩ ra hơn mình nghĩ luôn. Nó không có, mai mốt là mình sẽ dứng vô bảy lên hoài mà mãi mãi. Tôi cứ nghĩ thay được, thì nghĩ thay là không được. Thì thiên biến dạng quá trên thị trường để tự động nó mới tìm ra giải pháp. Nó đề xuất cho mình 1, 2, 3 chứ không phải đề xuất mẫu đâu. Đây có giải pháp thứ hai không? Không quay lại học chưa? Không có rồi, quay cho đều, nghĩ đi. Mình nghĩ hôm nay chưa ra, mình ngày mai mình nghĩ tiếp. Chứ bước vô phòng mình nó hỏi anh ơi em làm sao rồi. Ngày mai nó vô, anh ơi em làm sao. Bữa nọ, anh ơi em làm sao là sao. Rồi cuối cùng mình có 40 hoặc 30 nhân viên mình giải quyết xong nổi. Thấy không? Có hai loại. Một loại sếp là nô lệ của nhân viên. Có phải không? Tại vì mình thấy nó làm hoài cũng được, mình tao nghĩ mày tao làm được. Lần thứ hai nó ơi có sếp lo rồi. Giao chỗ đi, giao. Làm quản lý đâu phải là phân bổ nguồn lực và thấy được nhân viên để đạt được chỉ tiêu phân bổ nguồn lực và kích hoạt cái chỗ nào nó cần lên đó gọi là coaching, kích hoạt là coaching. Còn làm quản lý là lập chi tiết ra, lập kế hoạch. Còn cuối cùng thấy nó giỏi phát triển nó lên làm tiền, đó là vai trò phát triển lên các giống hạt giống. Chứ mình ngồi cái thời gian mình phân bổ là vậy, chứ rồi mình còn đi gặp khách hàng quan trọng, rồi mình còn đi hợp những vấn đề khác nữa, chứ mình trước ngày mình giải sự vụ của nhân viên không có tài trong cơ, mình không có làm được gì vậy đó. Nó còn nhiều phần nữa. Thật như vậy là thì mục tiêu nó có là kế hoạch theo dõi và đánh giá. Thì đây nhân viên nè, mày có mục tiêu chưa? Có rồi không? Vậy mày làm kế hoạch đi.
Giờ mình tự theo dõi cái kế hoạch của mày thay đổi nha. Tao theo dõi, em tự theo dõi. Phản hồi nó có hai loại phản hồi. Một, nhân viên tự theo dõi cái việc của mình làm. Và thứ hai là sếp theo dõi là sếp theo dõi cái gì. Và theo dõi chéo là theo dõi cái gì. Theo dõi là chéo là sao? Tức là bây giờ nè, đột xuất có một bộ phận khác muốn biết cái đó nó có triển khai đúng như vậy. Đó là kiểm tra chéo. Hồi xưa tôi làm bên team này á, tự nhiên có ông bên team khác qua kiểm tra chéo nha. Không được không á? Cái đó là theo dõi đó. Rồi cuối cùng là đánh giá được cái hiệu quả của chính mình. Hai loại đánh giá, sếp đánh giá, nhân viên tự đánh giá và khách hàng đánh giá thì nó mới chính xác. Chứ tự mình đánh giá mình chấm điểm cao lắm. Vì khi sếp đánh giá nó không khách quan sao, tình cảm trong đó chị. Cái đây, cái tiếng chữ.